Áo hoodie cơ, cho khi cho em mặc cái quần, cho em cái quần cọc đây, mấy cái áo hoodie của em ra đây để em mặc áo hoodie em bán hàng luôn. Áo hoodie nhà mình vẫn còn đúng không? Hello các chị. Hello mọi người. Úi dồi ôi, điện thoại đấy. Như nghề nghiện rồi các chị ạ, nhục lắm ấy các chị ơi. Hello mọi người nhá, em chào chị Quỳnh Phan. Hello mọi người nha, hello các chị. Bây giờ này, các chị vào like rồi chấm bài, chia sẻ livestream tương tác của em. Được chưa? Để em lên em tặng các chị yêu những cái mã bộ. Bây giờ em sẽ tặng bộ này 39.000 đồng. Các chị ơi, mình vào like chưa? Mình ok chưa? Mình vào like, mình chấm bài và chia sẻ like của em này. 2 lần trang cá nhân, 3 lần trang hội trợ nhóm. Chấm bài xuống đây, hôm nay em lên rất là muộn. Thế nên em sẽ like nhanh và tập trung xả hàng cho chị em mình. Sắm mùng 8 tháng 3 này. Hôm nay em sẽ lên đồ bộ này. Hôm nay em sẽ lên gì ạ? Quà cho con gái này, quà cho các chị yêu nhà mình luôn ạ. Và lên đồ bộ mẹ để các chị tặng mùng 8 tháng 3 hộ em với nhá. Hello mọi người, để em gửi cho nó kịp ạ. Em chào chị Khang Lan Nguyễn ạ, em chào chị Tư Võ ạ. Bạn không xem được à? Hello chị nhá, hello chị Thảo Nguyên, em chào chị Huỳnh Minh Thơ ạ. Hello tất cả các chị. Bây giờ em còn khoảng 10 bộ này. Em tặng các chị này. Được chưa? Em còn khoảng 10 không cái quần là to. Em còn 10 cái này em tặng các chị yêu. Không, quần dạ của em đi. Đây trong cái quần tã đấy. Cái này là áo của em đấy đúng không? Hello mọi người nhá, chấm bài và chia sẻ livestream hộ em ạ. À. Bây giờ em lên tặng các chị bộ này 39.000 đồng. Lên đơn cho em mã này luôn này. Eo ơi, hàng đẹp cực kỳ luôn các chị ạ. À. Hàng gọi là đẹp cực kỳ luôn này. Đấy, bây giờ bộ này em còn của size M và size L nhá. Bộ này em còn của size M và size L. Hàng xịn phết. 45 cân cho các chị đến 56 cân đổ về. Em tặng lốt các chị 39.000 đồng. Được chưa? Em tặng lốt các chị 39k. Chia sẻ livestream hộ em. Đợi lên view một tí nào. Lên đơn cho em mã này luôn. Ui gì chưa. Các chị ơi, nhìn cho em này. Mặc gọi là bao phê luôn. 39.000 đồng một bộ như thế này nhá. Các chị nhá, nhấn chia sẻ livestream cho em với á. Em có bộ này của size M này. Các chị nhìn thấy không? Cái hàng này. Em có bộ này của size M và có bộ này của size L, hàng thanh lý. Lên đơn cho em mã này luôn ạ. Hôm qua mình đặt là QT rồi đúng không? Hôm nay các chị lên đơn cho em mã này đi. Hôm nay các tình yêu lên đơn cho em mã này luôn là B36 và kèm số điện thoại cho em. Hình như là B chiều nay đều đặt về B đến B bao nhiêu rồi nhỉ? Chị nào vào like rồi chấm bài cho em ạ. Hàng của chị lâu thế à, chị Hoa Hoàng lên mã là kiểm tra đơn hàng của em. Lên cho em mã này luôn là B36 nhá. B36 em chốt tặng các chị 39.000 đồng một bộ vì nó chỉ còn đúng hai màu thôi và nó còn khoảng chục bộ nữa của size M và size L. Chia sẻ bài đi. Lên đơn cho em luôn ạ. B36 và kèm số điện thoại giúp em. Ok chị yêu ạ. B36 em chào chị Hạnh Nhi nhá. Chị nào vào like rồi cho em xin lúc chia sẻ livestream với ạ. B36 phải chưa, ngày đến B36 rồi không? Các chị hả? Ôi thế à? Thế lên mã cho em luôn là B36, em cũng không nhớ lắm thôi, cứ lên đơn từ B36 đi mọi người. B36 em chốt tặng các chị với mức giá 39.000 đồng. Hôm nay nhận được hàng rồi, bị đẹp lắm nhưng bị cộc à. Cái mẫu nào bị cộc, bị chật các chị gửi về em đổi hàng cho. B36 em có size M và size L, chị Nhàn Đinh một bộ ok chị này. Lên hộ em là B36. Em chào chị anh Mai Trúc Chip nhá. B36 cho em. Được chưa? Chị nào nhanh tay có 39.000 đồng một bộ B36 rồi ok chị Tư Vũ, để lại số điện thoại đi chị ơi. Cái mẫu này còn bao nhiêu quần? Còn nguyên màu hồng à? Đâu, B36 kèm số điện thoại cho em 39.000 đồng một bộ, 39.000 đồng. Chị Thế Duyên chốt đơn B36. Lên của em luôn là B36 và kèm số điện thoại cho em. B36 và kèm số điện thoại cho em. Trang các chị nhận đơn hàng. Mức giá em sale cho mọi người là 39.000 đồng. Chị Hằng Vi ok, chị Ngọc Bích ok, chị này, chị Nguyễn Xuân ok, em chốt đơn ạ. B36 39k. Toàn bộ cái hàng này của em nó là hàng mà em hay bán á các chị ạ. Đấy, hàng hãng mà em hay bán á. Mỗi tội nào nó còn số lượng ít quá. Chị nào chưa nhấn chia sẻ, nhấn hộ em xin lúc chia sẻ livestream với ạ. Đây ạ, à, em còn của size M và còn của size L nha các chị ơi, đẹp chưa? B36 cho em này. Các chị ơi, em tặng các chị lốt 39.000 đồng, nhấn cho em xin lượt chia sẻ livestream với nào. Chị Yến Sumi Nguyễn ok, chị Khang Lân Nguyễn em chốt đơn ạ, chị Nguyễn Xuân em chốt đơn B36 39k. Còn khoảng tầm 10 đến 30 bộ thì đấy. Lên đơn mã là B36 kèm số điện thoại, ngày mai nhớ chứng điện thoại cho em. Bây giờ là đến quà tặng cho các bé nhá. Bây giờ này chốt đến quà tặng cho các bé. Rồi là hôm nay sẽ chốt là bộ quà cho các chị luôn. Được chưa? Để đủ để cho các chị săn quà mùng 8 tháng 3 cho mẹ luôn này, cho các chị luôn này, cho con luôn này. B36 hôm nay em trả vào được phần mềm thế. Chị Trang Trần ok chị, bộ em đang mặc hết hàng ạ. B36 2 bộ cho chị Nhàn Đinh.
B36 39.000 đồng một bộ. Bây giờ các chị lên tiếp cho em con này B37. Bộ này còn đủ sang anh ơi. Éo ơi, cái quần thô này chị nào nhận rồi cho em xin một cái feedback này. Em nói thật, chị nào nhận rồi cho em ra xin một cái feedback lên đây này. Thôi không còn cái móc chẹp quần nữa, các chị nhìn cái chất thô cho em này. Chất thô nhá, không phải chất kaki đâu, dày, mềm, mịn, mát. B37 tặng lốt các bé 48.000 đồng. 48.000 đồng hai quần đi. Cái này còn size từ 12 cân đến 18 cân đúng không? 12 cân đến size 16 cân. Bây giờ em chỉ còn size 12 16 cân, các chị nhìn cho em ạ, cái hàng của nó này không đẹp, em cho các chị trả hàng về cho em cái bộ cái ghế kia đây để em vứt cái bộ áo của em. Lên đơn cho em mã này luôn là B37, em tặng nhá, giá tặng nha các chị nhá, B37. 48.000 đồng hai chiếc. Chị nào chưa nhấn chia sẻ nhấn hộ em với ạ. Ok chưa? Chị nào chưa nhấn chia sẻ hộ em với. Ok, chị Tạ Đức Thiện ghi tên ghi số điện thoại vào hộ em nhá. Để bên em nhận được hàng, bên em biết là các hàng của các chị. B36. Ok, chị Trúc Bảo em chốt đơn lên cho em mã này luôn là B37 này. B37 em tặng lốt các chị B37 này 48.000 hai cái. Được chưa? Chưa nhấn chia sẻ, nhấn chia sẻ hộ em. Nhá, chưa nhấn chia sẻ các chị nhấn chia sẻ livestream lên hộ em. Lên đơn hộ em là B37 48.000 đồng hai chiếc. Nào xong cho em cứ hút đi này, có like được không? Bộ lụa có size ML, không biết là có size XL hay không, em chưa xem nhưng mà tạm thời em cứ chốt size ML. Không đẹp em cho các chị trả hàng về nhá, riêng B37. Chị nào chưa nhấn chia sẻ lên hộ em. Lên là B37, B36 chị Hương Phạm, B37 chị Thuế Duy, B37 chị An Ly Nguyễn, B37 chị Ốc Quyên. Các chị nhìn cho em này, B37 của em này. Eo ôi, hàng của nó toàn bộ là chất thô ạ. Chất thô không phải là chất kaki nha mọi người, lưu ý cho em. Chất của em nó là hàng chất thô, không đẹp em cho các chị trả hàng về. Nhận hàng được bóc hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Mã là B37 cộng số điện thoại cho em. B37 cộng số điện thoại cho em với ạ. Ok, chị Bống Sinh, chị Đức Nguyễn em chúc đơn ạ. Dạ, chị Thu Huyền em chúc đơn này, chị Nhân Nguyễn em chúc đơn của B37, chị Nhân Nguyễn lên số điện thoại cho em. Chị Cà Minh em chúc đơn ạ. Áo parka phía sau đợi em một tí, nếu như các chị thích em like luôn. B37 và kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Đỗ Huệ, ok chị. Trên chị lạnh lắm đúng không? Ở dưới em nó vẫn lạnh. Thật ra là những cái mẫu này này các chị này, em nhập về ấy, kể cả hút đi, em nhập về là em định để đến gì ạ? Tháng 7, tháng 8 của 2022 này em mới bán. Nhưng mà vì sao ạ? Vì nó lạnh quá nên là em bán luôn cho các chị. Chị nào chia sẻ livestream rồi ở lại với em để lát em tặng quà không đồng nhá. Nhấn cho em 2 lần chia sẻ trang cá nhân, 3 lần hội nhóm và để chế độ công khai cho em. Chị nào chưa đặt chế độ theo dõi page cho em xin một lúc theo dõi page nhá. Và chị nào đã chia sẻ rồi ở lại like. Được chưa ạ? Lên cho em mã tiếp theo là B37 rồi nhá. Nào cái áo này em cho em hai cái nguyên si vào đây đi. Xong để tí em lên, em tí em tặng bộ lụa. Đó, như hôm qua em nói em tặng bộ lụa là em sẽ tặng. Em nói tặng cái gì là em tặng cái đấy, được chưa? Mọi người ở lại livestream với em ạ. Chị chip chip ok em chốt đơn ạ. Dạ, bộ lụa em có đến 66 cân. Bộ lụa nhà em là có đến 66 cân. Tí nữa em sẽ lên bộ lụa cho mọi người. Được chưa? Các chị nhớ cho em mã này là B37 nhá. Không còn hàng nhiều đâu ạ. Em tặng lốt các con nhà mình với mức giá 48.000 đồng hai chiếc của B37. Rồi bây giờ các chị lên đơn trang tiếp theo là B38 này. B38 nhá, hôm nay là live lốt buổi hôm nay đi. Được chưa? Còn đâu mình cất đi. Hàng này thật ra là mấy hôm nay nhân viên nhà em nghỉ nhiều quá các chị. F1, F2 này em nghỉ gần như là nhà em là vẫn phải cho nghỉ đấy. Ở chỗ khác họ đi làm nhưng nhà em F1 là nghỉ hết, nghỉ 100% luôn. Bạn nào nhân viên F1 em đều yêu cầu nghỉ hết ạ. Bây giờ các chị lên cho em mã tiếp theo là mã B38. Không đẹp cho các chị trả hàng về. Chị Hà Thư em chốt đơn, chị Nguyễn Thị Thảo em chốt đơn. À đây, hay lên luôn cái mẫu váy này trước đi. Chị nào mua váy hè nhà em trang rồi cho em một cái feedback xuống dưới nào. Xem cái chất liệu váy hè của nhà em. Các chị ơi đừng có nghĩ là 30 mấy nghìn đồng nó xấu nhá. Con này bên ngoài các chị mua tầm 70-80 nghìn. Em còn size từ 8 cân đến 18 cân. Đến 20 cân đi nhỉ. Không chọn mẫu. Không chọn mẫu nhá. Cái này là giá kỷ niệm tặng lốt các chị. Thì em có size đến 22 cân. Đây ạ, đến 25 cân cái này này. Đến 24 cân nhá. Em chốt cho các bé mã này với mức giá 39.000 đồng. Mã hàng B bao nhiêu nhỉ? Chị nào mua váy hè nhà em rồi cho em xin một cái feedback nào. Váy hè nhà em trang như thế nào nào các chị? Đây có bao nhiêu mẫu em dơ hết lên đây nhá, có bao nhiêu mẫu em dơ hết lên đây. Được chưa ạ? Lên cho em mã hàng này luôn là mã B38. Em còn lộn xộn vài chục chiếc mã váy hè em tặng lốt các con. B38 rẻ đẹp, váy tét mà công còn mang này. Em cảm ơn chị yêu, váy hè cực sướng luôn. B37 chị Thu Phương lên cho em mã này luôn là B38. Eo ôi hàng này đến 24 cân nhá. Xinh lắm mọi người ơi, nhìn giúp em này. B38 em tặng lốt các bé yêu nhà mình với mức giá là 38.000. Chị thích váy hè nhà trang này không có size lớn chị Kiều Doanh Nguyễn Thị ơi, đợi em nhá, khoảng tầm 1 tháng nữa là em đầy đủ cái hàng kia mình đang đặt rồi đúng không? 1 tháng nữa là em đầy đủ váy hè cho các chị.
Được chưa? Nhưng bây giờ em còn lẻ lẻ một ít size. Mẫu áo em đang mặc có hàng đó em một xíu ạ. Các chị lên mã này cho em không chọn mẫu nhá. Mình lấy hai cái, bên em lấy hai kiểu cho. Nhưng mà size to to nhà em có ít thôi. Còn đâu nhà nhà em chỉ còn đến tầm 20 cân là nhiều. Đấy, các chị ơi, em thanh lý hết cho mọi người 39.000 đồng. Xù lông nhão vải em nhận về. Được chưa? Chị nào chưa nhấn chia sẻ, nhấn hộ em xin nút chia sẻ livestream. Lên mã này cho em luôn là B30. B38 rẻ và đẹp thật, em cảm ơn chị Huyền Trương. Lên là B38, đây tất tần tật những cái mẫu như này. May nó may không có một cái đầu chỉ nào thừa ra ngoài. Em chốt tặng lốt các bé nhá. Eo ơi các chị ơi nhìn cho em dơ này. Em cứ gọi là dơ lồm ngồm đấy các chị ạ. Lười móc lắm. B38 kèm số điện thoại cho em. Đây, gọi là nhiều khi mình chăm chỉ lên một tí này. B38 và cho em tặng lốt các chị yêu với mức giá là 39.000 đồng. Chị Hương Thanh Đoàn em chốt đơn lại, chị Uyên Chi em chốt đơn lại, chị Nhân Nguyễn em chốt đơn của B38 này các chị này. B38 cộng số điện thoại 39K. B38 và cộng số điện thoại cho em 39.000 đồng nhưng hàng đẹp không phải hàng xưởng nhá. Áo em mặc đợi em một tí á. B38 giúp em. Váy hè có từ 8 ký chị ơi, váy hè em có từ 8 ký này. Chốt hộ em chất liệu của nó tất cả là chất đũi đấy, hàng đẹp lắm. Nói chung là riêng váy hè nhà em Trang bán từ váy hè đi lên rồi nên các chị yên tâm. Váy hè nhà em Trang cực đẹp luôn, dám tự tin khẳng định mọi người. B38. Chà, váy hè B38 kèm số điện thoại cho em Trang với. Em chốt đơn cho mọi người từ 8 ký đến 20 ký nữa thôi. Còn đâu size to chốt thế thôi nhá. Size to chắc nó còn một vài chiếc. Em tặng nốt cho các bé yêu nhà mình với mức giá của nó là về 39.000, 39.000 đồng. Được chưa, chị yêu nào lấy B38 lên mã B38 kèm số điện thoại cho em. Váy hè nhà Trang rẻ đẹp lắm, năm nào cũng mua. Đúng rồi các chị, không bao giờ các chị mua về các chị thấy tiết tiền một tí nào, bởi vì hàng nó sướng luôn. Mua bên ngoài các chị mua cái váy lanh mỏng tèo cho con đã tầm 65-70 nghìn rồi. Cái áo này vẫn còn đủ size đúng không? Áo này thật ra là không có 30 cân đâu chị ơi. Cái mã này của em thật ra là em nhập về để đến tháng 7, tháng 8 của 2022 này em mới bán này. Nhưng mà em thấy nó lạnh quá. Nếu như chị nào ở miền Bắc là đang các chị đang ở trong đợt lạnh. Đấy, áo này em lấy một cái mặc siêu đẹp luôn. Chưa, mẫu áo này của em là mẫu áo hoodie nhá. Hoodie thì các chị yêu mình phải mặc rộng. Mặc rộng mới đẹp, còn chị nào thích mặc chật thì đừng chốt hoodie. Được chưa, hoodie của em nó có size. Hàng của Rara thanh lý đấy mọi người này, hàng này có size. Thế nhưng mà nó vẫn là dáng rộng cho em từ 40 cân đến 70 cân. Các chị yêu nhá, từ 40 cân ạ, cho em ạ, có size đến 70 cân ạ. Toàn bộ hàng nhà em là hàng có size này. Cái này các chị có mã code để check luôn. Có mã code để check mã này luôn. Mã này lên là B3 mấy nhỉ. Váy hè nhà em mua mặc cực sướng luôn. Em cảm ơn chị Thu Phương nhá. Nếu như chị nào có bé to to ấy thì cứ để theo dõi live đi, tầm một tháng nữa là em về đấy. Em về đủ mẫu, đủ size to đến 35-40 cân như mọi năm nhá. Đủ size 35-40 cân như mọi năm. Cái này mọi người lên cho em mã này luôn là B39 phải không? Chị Hưng Lê Nguyên, chị Ngân Trần ok, chị Nhân Nguyễn ok, chị B39. Hiện tại em đang còn đủ size. Tất cả hàng này của bên em này, chất bên ngoài của nó là chất lỉ sần nhá các chị nhá, lỉ sần. Hàng đẹp luôn, bên trong của nó là lót lỉ. Đây ạ, toàn bộ hàng bên trong được lót lỉ như này này. Đấy, bên trong lót lỉ và cái mũ này cũng thiết kế mũ hai lớp cho các chị luôn này. Đấy, thấy chưa? Lên của em là B39. Chốt nhanh tặng lốt các chị 59.000 đồng. 59.000 đồng lấy hai cái, nhớ comment hai cái cho em. Nhá chị yêu nào mình lấy hai cái, mình lên hai cái. Mẫu này nam mặc được, nữ mặc được, các chị mua về mặc đôi với chồng với con. Để cho các chị mua về mặc đôi với chồng với con cho em, mã lên hộ em là B39. Em chốt nhanh tặng nốt các chị yêu mình với mức giá của nó về 59.000 đồng. Em đã bảo con này nó là giá tặng rồi. Đến vụ để mà bán cái mã này thì không có dưới 69.000 nha các chị nhá. 59.000 đồng của B39. Được chưa ạ? Mọi người comment hộ em là B39 và cộng số điện thoại cho em. B39 cộng số điện thoại cho em. Được chưa ạ? Chị Trương Mỹ Linh ok, chị Đỗ Mừng ok, em chốt đơn chị Trương Thị Mỹ Linh em chốt đơn rồi. B39. Các chị nhá, lấy hai cái, ba cái mình comment số lượng lên giúp em. Cái này em sẽ có hai size M và size L. À size S và size M. Form này là dưới 70 cân. Chị Lương Thuận em chốt đơn, chị Phạm Hà em chốt đơn ạ. B39. Cho em xin mỗi chị một nút chia sẻ livestream ạ. Một màu duy nhất các chị ơi, màu này ai cũng mặc được. Không đẹp em cho các chị trả hàng về. Em đã bảo rồi ạ. B39. Được chưa? B39 hàng Rara nha các chị nha. Chị Thu Thúy Cúc em chốt đơn, chị Anh Ban Mai em chốt đơn ạ. Chị Thảo Lê em chốt đơn, chị Khả Hường em chốt đơn, chị Nguyễn Gia Hân em chốt đơn ạ. Dạ em chốt chị Nguyễn Thị Lương, chị Tô Phương, chị Hà Liên, chị Phương Hoa, chị Xoa Nguyễn ạ. Chị Hà Như em chốt đơn ạ, chị Sáng Ngô em chốt đơn của B39 ạ, chị Minh Hằng Lý Quân em chốt đơn ạ. B39 các chị ơi. Em chốt tặng các chị với mức giá 59.000 đồng.
Mặc eo ơi, mặc con này vừa nhẹ các chị ạ. Đây là áo em mặc, không phải mặc em mặc mẫu đâu. Áo em Trang đang mặc đây các chị ạ. B39 cho em. Đẹp dã man, cái màu này nó nhã nhặn, màu này nam mặc được, nữ mặc được. Các chị mua về nếu như bé nhà các chị từ 40 cân các chị mua hai mẹ con cùng mặc. Mà chồng các chị dưới 70 cân các chị mua hai vợ chồng cùng mặc. Có size S và size M nhá. Cái hàng Zaza này bình thường nó có 3 size là S, M, L, nhưng size L nó đến tận 85 cân cơ và không có thanh lý. Em chỉ ôm được thanh lý của size S và size M thôi. Các chị lên đơn là B39, chị Nga Nguyễn ok chị này. Chị Thùy Nguyễn ok, chị Nhung ok, chị Sen Trần em chốt đơn, chị Hương Nguyễn em chốt đơn, chị Hoàn Vũ em chốt đơn của hai cái á. Dạ em chị chốt cho chị Nguyễn LT, chị Thảo Lê ok B39 ạ, chị Nguyễn Thị Nhung em chốt đơn B39 hai cái á. Các chị ơi chỉ cần comment mã B39 cộng số lượng và cộng số điện thoại giúp em. Em tặng các chị trên live với mức giá là 59.000 đồng, chị Lê Hằng có, chị Hồng Bích có, chị Nhi Hương có, chị Hằng Sơn em chốt đơn ạ. Lên hộ em là B39 không đẹp cho chị trả hàng về. Đẹp dã man 59.000 đồng. Ô thôi đây này, cái bộ lụa 39.000 vừa nãy còn màu xanh nữa này. Bộ lụa 39.000 vừa nãy còn màu xanh này. Lên mã của em luôn là B39, kèm số điện thoại cho em. Chị Lắng mới em chốt đơn, chị Yến Nhi em chốt đơn, chị Linh em chốt đơn B39. Chị Hồng Thương em chốt đơn, chị Mới Hoàng em chốt đơn B39. Em ơi bao nhiêu chị hỏi này, bao nhiêu chị hỏi hôm trước em chốt đơn bị thiếu nhá. Giấy vệ sinh hôm trước em đã bảo em bán nốt một xe là em dừng đấy. Đấy em bảo bán nốt một xe là em dừng, nhưng mà ngày hôm nay công nó lên ấy. Hàng công ty mà. Nhìn cái giấy vệ sinh chị nào đang dùng cho em xin một cái feedback. Giấy vệ sinh của nhà em Trang đảm bảo. Anh ơi Trang cái cục giấy mẫu à, cái cuộn giấy mẫu của em kia là. Giấy vệ sinh của nhà em này, tỉnh nào cũng siêu thị cũng bán. Tỉnh nào siêu thị cũng bán, tạp hóa cũng bán. Hàng của Hà Thu nhá chị nhá. Các chị mua bên ngoài không bao giờ có dưới 55.000 một bịch. Em nói là không bao giờ có dưới nhá. Cái này mọi người lên cho em mã này luôn là giấy vệ sinh. Hôm nay em về được thêm khoảng tầm em nhiêu nhỉ, gần cũng tầm tương đương một xe ô tô. Chà, hôm nay là em xe nhà em không có đáy đóng mà là công ty lên thì là em đóng luôn. Đấy em đóng một khoang luôn. Các chị nhìn cho em này, tất cả hàng giấy vệ sinh của nhà em nó là gì ạ? Hàng đặc ruột. Chị nào đang xài giấy vệ sinh cho em xin một cái feedback. Giấy vệ sinh nhà em Trang dùng siêu thích ạ. Dạ em cảm ơn chị yêu. Đây như chị Kiều Doanh Nguyễn Thị này này, em nhớ là chị Kiều Doanh Nguyễn Thị cũng nguyên dùng nước giặt và giấy vệ sinh của nhà em. Đấy chứ, giấy vệ sinh này không phải sản xuất để bán chuyên bán online đâu. Mà giấy này của nhà em bán ngoài siêu thị này, ngoài tạp hóa rất nhiều nha các chị nhá. Siêu thị tạp hóa bán rất nhiều chị em mình. Và em khẳng định luôn hàng này không có dưới giá 55.000 đồng. Chứ không phải cái giấy nhà người ta bán, có những nhà bán giấy vệ sinh ngắn ngủ như này đâu. Bé tí đâu, một cuộn bé tí đâu ạ. Đây các chị nhìn một bịch cho em đây này. Thấy chưa? Lên đơn cho em luôn là giấy nhà vệ sinh nước giặt nhà Trang dùng 2 năm nay rồi. Em cảm ơn chị Kiều Doanh Nguyễn Thị đấy. Gần như là chị chả bao giờ xem like mấy khi đâu mà cứ thấy hết là thấy gọi điện cho bên em với nhắn tin cho bên em thôi. Giấy vệ sinh của nhà em tất cả là hàng đặc ruột nhá. Và cái chất giấy của nó vừa trắng lại vừa dai này. Được chưa? Cái chất giấy của nó là vừa trắng mà vừa dai nhá, không phải giấy mủn mủn đâu. Em bán cho các chị 33.000 một bịch. Em bán combo là 99.000 đồng 3 bịch. Nếu như nhà các chị mà có mấy người ấy, 4 người các chị dùng mấy tháng luôn. Được chưa? Cho em xem lại bộ lụa. Bộ lụa em hết hàng rồi chị ạ. Bộ lụa em bán có 39.000 đồng thôi. Em sợ hết hàng rồi tại vì mã đấy em bán thanh lịch đầu like tặng quà. Đây ạ, combo 99.000 đồng 3 bịch của em nó to như thế này nhá các chị nhá. 99.000 đồng 3 bịch hộ em với ạ. Lên mã hàng cho em, tất cả hàng này của em là hàng đặc ruột nhá. Mã hộ em là giấy vệ sinh cộng số điện thoại giúp em. Được chưa? Cho em xin cái áo khoác của Nam này, cho em xin áo chống nắng hai lớp này. Lên giúp em là giấy vệ sinh cộng số điện thoại đi. 99.000 đồng đi kèm vào đơn hàng cho mọi người. 99.000 đồng 3 bịch. Giấy không sướng em cho các chị trả hàng về. Được chưa? Nếu như mà thích mà rẻ lần sau các chị nhá, không cần em phải like, cứ gọi điện đến bên em ạ. Bộ mẹ dạ độ em một tí. Giấy vệ sinh chị Dương Nga em chốt đơn ạ. Giấy vệ sinh cho chị họ Phạm chốt đơn, chị Phạm Hà em chốt đơn này. Mã hộ hậu em giấy vệ sinh ship toàn quốc các chị một đơn hàng là 30.000 đồng. Tức là các chị mua, kể cả các chị mua đến 12 cuộn giấy vệ sinh nhà em vẫn ship 30.000 đồng. Dạ ok, chị Lương Thuận em chốt đơn, chị Lý Hằng Minh Quân em chốt đơn, chị Phương Hoa em chốt đơn ạ, chị Xuân Hương em chốt đơn này. Chị nhận được hàng nhà em Trang rồi, giấy nhà em Trang rồi thích lắm ạ. Em cảm ơn chị Hoàn Vũ. Lên đơn giúp em là giấy vệ sinh, chị Xuân Hương có, chị Phương Hoa có ạ. Áo phao đằng sau ok mọi người. Cho em xin mã hàng là giấy vệ sinh ạ. Chị Thị Hợp Đào em chốt đơn này. Nhìn cho em này, toàn bộ giấy này của em là hàng đặc ruột không nõi nhá. Hàng đặc ruột không nõi, được chưa? Chất giấy vừa trắng vừa dai. Em đã bảo rồi ạ, cái giấy này nó đi vào thị trường lâu lắm rồi chứ không phải là sản xuất ra để nhà nào bán online đâu nha các chị nhá. Lên đơn hộ em luôn là giấy vệ sinh cho em với ạ. Dạ ok, chị Nhung Trần em chốt đơn, chị Huế Nguyễn em chốt đơn ạ, chị Trang Trần em chốt đơn ạ, chị Nguyễn Huế em chốt đơn này. Mã hộ em là giấy vệ sinh và kèm số điện thoại cho em 99.000 đồng ạ, 3 bịch. 99.000 đồng 3 bịch ạ, chị Thúy Cúc em chốt đơn ạ, chị Hoàng Vi em chốt đơn ạ. Mã giúp em là giấy vệ sinh nha các chị nhá. Nước giặt thì hôm nay nhà em hết hàng rồi. Hôm nay chị nào đóng xỉ nước giặt nhà em là không có cơ.
À ừ, lên hộ em luôn là giấy vệ sinh và kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Meo Meo chốt đơn, chị Lan Lê em chốt đơn ạ. Giấy vệ sinh kèm số điện thoại cho em. Rồi bây giờ cho em xin cái mã gì được nhỉ? Cho em xin cái áo khoác nào, áo khoác nào. Giấy vệ sinh dùng thích lắm ạ. Đã lắm, mềm mại, không bị cứng, mỗi lần mua là 6 bịch luôn. Đúng rồi các chị. Có những chị nào em nhớ là có những chị là toàn mua nào, mua như kiểu hộ mua cho bà nội bà ngoại luôn hay sao, cứ cả 12 bịch nhỉ. Chị nào hay mua cả 12 bịch ấy nhỉ. Giấy vệ sinh và kèm số điện thoại cho em. Dạ ok chị Nhân Nguyễn em chốt đơn ạ. Bốt á, bốt em hết hàng rồi. Bốt em hết hàng rồi sao? Bốt còn nhưng mà nó còn lẻ màu lắm. Áo khoác đồng màu vàng đằng sau và em chào chị Trần Quang Phu nhá. Lên đơn của em váy bầu thì em không bán rồi chị ơi. Đồ bầu nhà em không bán ạ. Giấy vệ sinh chị Nguyễn Hoa, chị Nhung Ngôn chốt đơn ạ. Áo khoác đằng sau lưng ok chị. Nước giặt thì như nhà em còn đấy. Để em mặc cái mẫu nào nhỉ? Cho em xin cái mẫu ba chi tiết vào đây để em mặc cái áo nó nào. Chị nào nhấn chia sẻ livestream rồi ở lại nhá. Nhớ ở lại, em đã bảo rồi, lát em sẽ tặng quà cho mọi người. Cho em xin 1-2 phút, 1-2 mã nữa để em bán hàng đã. Chị Hạnh Huynh em chốt đơn của giấy vệ sinh này. Lên của em là giấy vệ sinh kèm số điện thoại cho em. Cái áo này thì các chị ơi, chị nào nhận rồi cho em xin một cái feedback nào. Tất cả nhà em Trang ạ. Em đã bảo nó chỉ có đỉnh trở lên thôi. Nào lấy cái tất cả đây cho em luôn nào. Tất cả màu vàng các thứ đây. Giấy vệ sinh cho chị Nhân Nguyễn ok chị. Lên quần á, quần mặc là ok các chị yêu. Trời ơi, em đã bảo rồi ạ, hàng nó cứ gọi là đẹp mê ly. Đỉnh của shop luôn. Nào, chip 3D là chip kháng khuẩn nào. Áo em mặc là 59.000 đồng. Váy ngủ 2 giây á, váy ngủ 2 giây năm ngoái bán 10 mấy nghìn đấy phải không chị? Không có đâu. Năm nay chưa có đâu. Năm ngoái bán các chị 10 mấy, 19 đúng không? 19 với 15 đúng không? Năm nay chưa có hàng. Rồi cho em xin lốt mấy cái mã này đã. Áo em mặc là mã bao nhiêu nhỉ? B bao nhiêu? B39, 59.000 đồng. Dạ ok chị Lê Hoài em chốt đơn, em chào chị Trần Cảnh này. Các chị ơi nhìn cho em ạ. Cái quần chip 3D em còn một ít nữa thôi nhá. Hôm qua với hôm kia các chị chốt rất nhiều cái mã này, đắt hàng nhất mã này luôn. Chip 3D các chị ra ngoài các chị mua một quần nhá. Size dưới 20 cân các chị mua đã tầm 20.000 đến 25.000 một cái rồi đúng không? Chứ đừng nói những cái size bên trên nó. Mà bây giờ em bán cho các chị có size cho con từ 15 cân đến 32 cân. Các chị lên đơn cho em mã này luôn. Chị Ngọc Yến giấy vệ sinh nhà em là 99.300 bịch. Lên mã này của em luôn là chip 3D. Em bán cho các chị chưa đến 10.000 một cái, 48.000 đồng 5 quần chip 3D. Rồi cho tất cả chất của nó là hàng chất cốt tông Thái, hàng Quảng Châu, vừa nhẹ này, vừa co giãn này, vừa mềm này. Lên của em luôn là chip 3D và kèm số điện thoại giúp em. Được chưa? 48.000 đồng 5 quần chip 3D. Còn quần thể thao lam không? Dạ em còn. Đúng rồi, 19 hì hì về mặc mát đỉnh luôn. Ôi trời ơi. Đấy cái váy lụa ngủ năm ngoái em bán, em nhớ là em bán lúc đầu là 19.000, về sau là 15.000 với 10.000. Cổ lắm. Vì lúc nào em bán cho nhá. Cái này các chị em ôm được em bán cho B39 cho chị Huế Trần, B39 chị Thanh Thảo, B39 cho chị Nguyễn Lợi, B39 năm cái cho chị Phạm Thêu. Đây là mã B39 của em nhá. Càng hút đi càng đơn giản càng đẹp các chị ạ. Không cần hình thù, mặc như này thực chất luôn. Nó là hàng của hãng mà các chị. Nó là hàng của hãng mà các chị. Về nếu chị nào có cái ai check các chị check code nó ra luôn này. Chờ cái này các chị có ai check các chị check nó ra luôn. Chip 3D chị Trang Lê, chip 3D chị Trương Thị Mỹ Linh ok, chị Nguyễn Ái Kiều em chúc đơn ạ. Chị Thu Phương em chúc đơn của khăn mặt hàng với chip này. Lên của em luôn là chip 3D và kèm số điện thoại giúp em. Dạ ok chị Linh gọi em chúc đơn. Lên mã này là chip 3D nhá. Em bán các chị yêu với mức giá là 48.000 đồng. Chip 3D và kèm số điện thoại cho em ạ. Chip 3D chị Hà Hiền Hòa, chị Nguyễn Lợi, chị Ngọc Bích Trần. Hôm trước chị chốt 5 cuốn chip mà không có chị thì hàng hôm nào nó về mới có chị ạ. Hôm nào nó về mới có chị ạ. Chị Hoài Phạm em chốt đơn ạ, chị Thảo Thư Hoàng em chốt đơn ạ. Chị Hồng Vinh Lê em chốt đơn của B39 này. B39. Em chốt trên A cho mọi người là 59.000 đồng. 59.000 đồng của B39 chip 3D cho chị Vi Phan. Lâu lâu mới thấy chị gái Vi Phan này. Đâu nhỉ cái quần chip kháng khuẩn đâu? Cho em đi để cho chốt đi kèm vào đơn đi. Từ từ sau em lên phát ca này cho mọi người nhé. Treo em cái pasta này đã này. Rồi em một tí ạ, chip kháng khuẩn đây em lên kèm vào đơn cho mọi người luôn. Eo ơi hôm nay bao nhiêu thứ muốn like các chị, bao nhiêu thứ muốn like này. Muốn like áo chống nắng hai lớp này nữa này. Đấy chưa, chip 3D. Sau hôm qua chip 3D á chị. Chip 3D và kèm số điện thoại cho em chị Phương Hoa ok chị. Hôm qua không lên chip á, ô hôm qua em có like chip mà chị. Dạ ok chị Trần Cảnh em chúc đơn ạ. B39 này là áo của chị em mình ạ. Áo của chị em mình từ 40 cân đến size 70 cân cơ chị ạ. B39 này chỉ có một màu duy nhất thôi. Nó chỉ có một màu duy nhất thôi và nó size từ 40 cân đến 70 cân. Hàng có size S và size M nhá. Chip 3D cho chị Hương Nguyễn, chị Bảo Phượng ok. Đã nhận được pasta bé rồi, đẹp lắm ạ, đẹp và ấm lắm. Em cảm ơn tình yêu Đỗ Ngữ nhá. Lần sau mua gì qua ủng hộ cho em. Đây ạ, lên của em mã này luôn là chip kháng khuẩn. Em chốt cho các chị một set chip kháng khuẩn này của nhà em này, 65.000 đồng.
Chị Phạm Hà ok, chị Nguyễn Hiệu ok, em chốt đơn ạ, chị Thùy Doãn em chốt đơn ạ. Mã này cả nhà cùng lên đơn cho em luôn này. Eo ôi hàng này các chị ơi. Dưới 40 cân nhá, cho chị em mình đến 62 cân. Con này là em đảm bảo các chị này, mặc mùa hè thích này, mùa đông cũng thích luôn. Được chưa ạ? Lên đơn cho em mã này luôn là chip kháng khuẩn kèm số điện thoại cho em. Cho em xin bộ ba chi tiết đi chồng ơi. Chip kháng khuẩn và kèm số điện thoại em lên đơn hàng. Em chốt trên live cho mọi người mức giá là 65.000 đồng một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, một set chip kháng khuẩn của nhà em 65.000 đồng. Chip 3D cho chị Liên Hà, xịp lam em hết hàng rồi. Áo em mặc là 39 nhá, mã B39. B39 cộng chip 3D cho chị Nguyễn Huyền. Để lại số điện thoại cho em, chị Đạt Hương em chốt đơn B39 cho chị Lê Thị Thanh Hương ok chị nào. Eo ơi, áo này mặc vừa nhẹ vừa ấm các chị ạ. Áo này của em Trang là mặc vừa nhẹ vừa ấm. Bây giờ chị yêu nào lấy cái mã này lên đơn giúp em là chip kháng khuẩn nhá, kèm số điện thoại cho em 62 cân đổ về. Các chị mặc đẹp, đồ bộ có nhiều chứ chị. Chip 3D ạ. B39 của em là 59.000 đồng. Các chị ơi để chế độ theo dõi fanpage giúp em nhé. Chị nào chưa đặt chuông thông báo, đặt chuông thông báo. Thả tin, thả like xuống hộ em. B39, chị Lan Trần, B39. B39 mã này. Chị Nguyễn Lợi ok, chốt đơn của chip 3D. Em còn giày bệt không ạ? À? Giày bệt hôm trước em còn đôi size 35 đâu nhỉ? Tí nào đây em tặng không đồng. Ở đây này anh nhỉ. Lên hộ em mã này luôn ạ. À. Giày bệt tính đá đấy chị. Size S nha chị ơi, size S. Các chị lên mã này cho em luôn là chip kháng khuẩn cộng số điện thoại em giúp đơn. Được chưa? Em lên đơn cho mọi người với mức giá của nó sẽ về còn là 65.000 đồng 5 cái, 3 bịch giấy vệ sinh ok chị Liên Nguyễn. Đây nhá, em mặc em dơ à em quay đằng trước đằng sau cho các chị nhìn lại. Mã hàng của em Trang đang mặc trên người để em qua mã này. Mã hàng của em Trang đang mặc trên người là hàng của hàng hãng luôn. Được chưa? Có mã code luôn này. Chất bên ngoài của nó là chất lỉ sần sần. Nhưng không phải là xù lông, các chị phải phân biệt được. Thứ hai nữa là bên trong của nó là gì ạ? Bên trong của nó lót lỉ. Và thứ ba nữa mũ của nó tất cả là dòng mũ hai lớp, rất đẹp luôn. Được chưa ạ? Form rộng. Các chị nhá, form rộng 40 cân, có size đến 70 cân, có hai size S và size M. Chị yêu nào lấy cái mã này lên đơn là B39, mình có thể mua mặc đôi cùng chồng cùng con với mức giá 59.000 đồng. 59.000 đồng của B39, chị nào lấy B39 chốt B39 hộ em. Để bây giờ em chuyển qua Sparka. B3 chip kháng khuẩn cho chị Thông Dương Võ. Áo em mặc là B39. Ok chưa? Quần em mặc hết hàng rồi. Chip kháng khuẩn ok chị Long Trần. Chị nào lấy chip lên là chip kháng khuẩn, còn chị nào lấy áo em đang mặc lên là B39. Bây giờ em qua mã nhé. Em qua mã để em lên cái pack ca đằng sau. Pack ca đằng sau em nói luôn này, cái hàng này trong vụ không có dưới 188 nhá. Thật sự luôn, không có dưới 188.000. Bởi vì nếu như chị nào mà là khách, chị nào mà là có bé, các chị sẽ hình dung ra một điều. Khi các chị đi mua hàng size dưới 16 cân, từ 8 đến 16 cân size nhí, các chị sẽ được mua với mức giá rẻ hơn. Còn khi các chị đi mua hàng từ 18 cân đến 25.000 size nhỡ, các chị sẽ mua đắt hơn size nhí. Và size đại là từ 26 cân đến 35, 37, 40 cân size đại và size đại cổ các chị nhá. Nó lại cực kỳ cao mà nhiều khi các chị không phải muốn mua mà có. Thế nên là hàng này nó sale một phát là em ôm hơn cả 1.000 cái. Đấy, em ôm về bây giờ hiện tại em đang còn tầm khoảng 300 chiếc. Em sẽ xả luôn cho mọi người 138.000 đồng. B39 cộng giấy vệ sinh ok. B39 cho chị em xinh ok. Chị Thanh Nguyễn em chốt đơn. Nhìn hộ em với ạ. Phát ca của em bên ngoài nó là chất thao, như kiểu nó là chất thô. Mọi người nhá, bên trong tất cả hàng này lót lông cừu. Hàng này vừa ấm vừa nhẹ, không cần phải mặc quá nhiều hàng. Cho em xin mỗi chị một lúc chia sẻ livestream với ạ. Ok chị Thiên Trần em chốt đơn, chị Thanh Nguyễn em chốt đơn ạ, chị Thùy Đoàn em chốt đơn rồi. Cái mã này mọi người comment hộ em luôn, mã này luôn là B40 à. B40 cộng số điện thoại cho em ạ. Có size to nhá. Kiểu ôi hàng này chị nào có bé nhỡ nhỡ size gọi là hoan hỉ cực kỳ luôn. Nhận hàng nhớ cho em xin một cái feedback. Được chưa ạ? Đây ạ. Hàng này của em đang là 46 cân nhưng mà em chỉ chốt cho các bé đến 42 cân thôi. B39 cộng giấy vệ sinh em chốt đơn chị Thùy Mai. Em cảm ơn chị yêu nhá. Ngày mai mọi người nhớ chú điện thoại của em. Chị nào chưa đặt chế độ theo dõi page, đặt cho em xin lúc theo dõi page này. Đây ạ. Cái này các chị lên đơn cho em mã này luôn là B40. Anh ơi, cho em nốt cái pack ca màu hồng kia nào. B40 không? Màu hồng kia. Đây. B40 và kèm số điện thoại cho em. Em chốt đơn cho mọi người với mức giá là 138. Ok chị Phạm Thúy. B40 của em là có đủ size từ 25 cân cho bé đến 42 cân nhá. Đủ size từ 35 cân đến size 42 cân cho em. Lần sau đưa size nhỏ để em treo móc nhá. Ok chị Nga Nguyễn này, để lại số điện thoại đi chị ơi. Em hiện đang có của màu cam. Được chưa? Em hiện đang có của màu cam này, màu hồng và màu vàng. B39 chị Phạm Thúy. Cái này mọi người lên hộ em là B40. Kèm số điện thoại cho em. Eo ơi, hàng này các chị không chốt thì hôm nay các chị chốt cái gì được. Thật sự luôn ạ, à, B40. Nay like quần u mì không, hôm trước lấy hai cái đẹp quá. Em cảm ơn chị Đào Thùy Mai nhá, dạ em có đấy chị ạ. À. Lên cho em mã này luôn là B40 và kèm số điện thoại cho em này. Em có màu vàng này các chị này. Màu vàng, tất cả mã này của em nó là hàng túi hộp nhá.
Đây cho em mặc kiểu một cái size lớn thôi, còn đâu em sẽ treo cho các chị một cái size nhỏ thôi, nhưng toàn đây còn toàn size lớn thế này. B40 cho em này, màu vàng cho em này. Tất cả cái hàng này của em nó là hàng túi hộp, form rất là đẹp luôn. B40. Kèm số điện thoại giúp em trai các chị nhận đơn hàng màu vàng, màu hồng và màu cam. Và mức giá em sale trên live cho mọi người, giá của nó sẽ về còn là 138.000 đồng. 138.000 đồng. Áo phát ca em nhận rồi, đẹp lắm ạ. À. Em cảm ơn chị Tuyết Vân ạ, à, chị Nguyệt Lê em chốt đơn của B39, chị Huyền Vũ em chốt đơn B39 ạ. À. B40 em chốt chị Nguyễn Loan, em chốt chị Hương Cù. Lên của em luôn là B40 em chốt chị Trần Mật, 138.000 đồng. 138.000 đồng mà các chị ơi, giấy vệ sinh ạ. À. À, giấy vệ sinh của em là 99.300 bịch ạ. À. Pasca mẫu này không có 22 kg ạ. À. B40 chị Vinh Lê, Vinh Hồng Lê em chốt đơn ạ. À. 20 cân mặt rộng ạ. À. Chị Thanh Nam chốt đơn của B40 này. Eo ơi, em nói thật các chị yêu là hàng tuyệt vời mà em ôm được cho các chị size đại nha. Nếu như các chị nào có bé trong khoảng cân nặng từ 26 cân trở lên ấy, các chị sẽ thấy một điều là đi mua hàng nhiều khi những cái mẫu các chị thích nó không có đâu. Và nhiều khi đi tìm những cái mẫu mình yêu yêu một tí nó không có hàng vì nó là size nhỡ và size đại trở lên rồi. Đấy chứ, B40 chị Phạm Hường, B40 chị Nhi Hương, chị Thanh Nga có, chị Hoàng Lê có đơn. B40. Các chị ơi kèm số điện thoại giúp em có màu cam nhá. Màu cam, màu hồng và màu vàng. Cam, hồng, vàng cho em. Lên mã hộ em là B40. Kèm số điện thoại cho em ạ. Đấy chứ, chị Hoàng Lê ok chị này. Lên đơn hộ em luôn là B40. Cộng số điện thoại cho em 138.000 đồng. 138.000 đồng một cái. 138. Các chị nhá, 138.000 đồng. Đây của em là màu hồng. Đây của em là màu hồng, chị Phạm Hà có, chị Tuyết Mai có. À, Trang cho chị xem áo khoác của anh chồng à, rồi ok. À, hôm trước em like cái mẫu siêu nhẹ của Nam đẹp quá trời luôn chị. Đây ạ, à, nhấn cho em xin mỗi chị một nút chia sẻ livestream với nào. Lên hộ em mã này luôn là B40. Em có cam, hồng, vàng nhá các chị nhá, cam, hồng, vàng B40 kèm số điện thoại cho em 138. 138.000 chị Trịnh Cường em chúc đơn, chị Quyên Liên em chúc đơn ạ. À. B40 40 kg vừa không, dạ 42 kg đổ về ạ. À. B40 kèm số điện thoại cho em ạ. À. Sai nhỡ khó mua lắm, gặp được nhà cô Trang phải mua ngay cho con gái. Em cảm ơn chị. Bác ca người lớn em chưa có hàng. B40 và kèm số điện thoại cho em. Rồi lên nốt các chị bộ này nữa. Bộ này nếu như chị nào thích hôm nay chốt hộ em với, hết hàng rồi. Em nói nha, bộ này hôm nay chị nào thích thì chốt hộ em. Chị Phạm Huyền ok rồi. Chị nào thích cái bộ 3 chi tiết này ngày hôm nay phải chốt luôn hộ em, bởi vì nó đang hết hàng, đang hết size rồi. Đấy. Hàng này của em nó có size S và size L. S các chị mặc từ 38 cân đến 46 cân, L các chị mặc từ 47 cân đến 53 cân. Chị nào cao 1m58 chốt hộ em đến 54 cân, hàng rất rất đẹp luôn, tất cả cái chất của nó là chất u mì. Nhìn cho em những cái sọc này được may hết vào này, túi của nó có khóa này. Được chưa? Mã này của em sẽ là mã B41, chị Nguyễn Khánh Nhi em chốt đơn của B40, giấy vệ sinh em chốt đơn chị Trúc Lê ok chị. 22 đến 25 cân, 25 cân trở lên là mặc được cái B40 có size. 22 cân 7 tuổi mặc được á? À? 22 cân 8 tuổi, không là bị dài. 22 cân 8 tuổi là mặc được ạ. À. Chị Ngọc Anh Vũ em chốt đơn này. B40 Paka chị nhận rồi, hàng rất ưng ạ. À. Em cảm ơn chị Tấn Châu nhá. Lần sau mua gì quá ủng hộ cho em. Nào nếu như bộ này, em cảm ơn chị Văn Luyến đẹp xuất sắc ạ. À. Cái này nếu như chị nào mà mình đang thích bộ này thì mình phải săn ngay cho em. Bởi vì giá em săn sale được cho mọi người này. Các chị cầm một bộ này, nó lặng tay sướng lắm, chất u mì mà. Bộ này của em là bộ 3 chi tiết, áo bên trong của nó nhá. Áo mặc bên trong nó sẽ là dáng ngắn, dáng crop top. Các chị mặc rời thoải mái. Mình mặc cái này đi đánh bóng chuyền hoặc là đi tập thể dục các thứ này. Được chưa? Mình khoác áo này, không thì thôi. Cái này của em là một cây như này em bán các chị 78.000 đồng. Mã hàng cho em là B41 và kèm số điện thoại cho em, không còn size to chị nhá. B41 cộng số điện thoại cho em. Túi tiếp của nó có khóa, hàng côn ống rất đẹp luôn. B41 cho em kèm số điện thoại. Bình thường em mặc cái bộ này suốt rồi. B41 nha, hôm nay em còn một ít nữa thôi, nhưng còn đa số size nhỏ, size L còn không anh? Ok chưa, B41, thế là tổng bộ này có 5 bao đúng không? 56 bao đúng không? Đấy, em còn hơn một bao nữa. Được chưa? B41 và cộng số điện thoại giúp em 78.000 đồng các chị ơi. 78.000 đồng các chị có tin không? Bình thường các chị mua không một cái quần này thôi. Mua không một cái quần này thôi đã quá 78.000 rồi nhá, chứ đừng nói đến cả bộ như này. Lên đơn của em luôn là B41 78.000 đồng. Em chốt đơn. Được chưa? Em chốt đơn chị Thanh Mai, chị Đào Thúy Mai có, chị Minh Hằng Quân em chốt đơn, chị Kim Dung em chốt đơn, chị Ngọc Bích Trần em chốt đơn, chị Đặng Thảo em chốt đơn, chị Dương Lý em chốt đơn, chị Phương Hoa em chốt đơn ạ. À. Chị Nguyễn Lợi em chốt đơn của B40, chị Nguyễn Hùng em chốt đơn này. Chị, em chốt đơn cho chị Vân ST một bộ của B41. Lên hộ em là B41 các chị ơi, nhìn nhỉ. Nhận một bộ 3 chi tiết cầm nó lặng chịch tay sướng đời luôn, giá 78.000. Nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Bộ đối với bộ này nhá, cái áo bên trong nó sẽ là dáng crop top. Được chưa? Đây, rất là đẹp luôn. B41 cho em. Được chưa? Áo siêu nhẹ nam còn không em ạ? À? Dạ em còn hàng.
B41 em chốt cho chị Linh Dương, chị Kha Thi, Trần Trần, chị Hương Cú, em chốt đơn chị Phương Hoan, chốt đơn ạ. B41 78.000 đồng chị Vũ Bích Thảo. 78.000 đồng các chị mua không một cái áo không có. Còn mua một cái quần có khi nào nhà người ta sale lẻ sai thì có các chị nhá. Em bán ở đây 78.000 đồng cả một cây. B41 cho em ạ, chị Lựa Phan em chốt đơn, chị Lắng Hạ em chốt đơn ạ. Bộ 3 chi tiết hôm trước mua 139.000. B41 và kèm số điện thoại cho em ạ, chị Nguyễn Thị Hà em chốt đơn ạ. B41 là chị Thùy Nguyễn có, chị Ngọc Thể có đơn ạ. B41 cho em ạ, chị nào chưa nhấn chia sẻ cho em xin nút chia sẻ like nhá. Chị nào chưa đặt chế độ theo dõi pet, đặt chế độ theo dõi pet hộ em ạ. Lên mã hộ em luôn là B41, em chốt chị Ngọc Thể này, em chốt chị Hồ Đà, em chốt đơn cho chị Thùy Nguyễn này, em chốt đơn cho chị Ngô Liễu này. Áo len nhà em hết hàng mất rồi chị ơi. Lên hộ em luôn là B41, em chào chị Hoa Đỗ Quyên nhá. B41 hộ em với, em tặng lốt các chị yêu giá 78.000 đồng. Tối qua đặt hàng không thấy gọi điện chốt đơn, chị Vi Du lên số điện thoại cho em. Chị Vân là chị Kim Dung ơi, em có thấy mình và em đọc tên mình rồi. Chị Hiếu Trung em chốt đơn của B41. Lên mã hộ em luôn là B41 cộng số điện thoại cho em. B41 cộng số điện thoại cho em. Cho em xin lốt cái áo siêu nhẹ nam đi, mọi người đang hỏi đấy anh ơi. Siêu nhẹ nam. B41 cho chị Lắng Hạ có, chị Hoài Phạm có ạ. Em chào chị Lê Thúy nhá. Hôm nay mới biết trang này. Em chào chị Nguyệt Lê, Nguyên là Nguyệt Lê à? Hôm nay mới biết trang mình à? Ok chị B40, chị Nguyễn Lợi, chị Hường Sơn có, chị Dung Lê có. Các chị ơi, lúc dạ ngày mai nhà em gọi đến chốt đơn. Và mọi người ơi lưu ý này, đối với hàng nhà em thì thoải mái cực kỳ luôn. Mọi người mua hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ví dụ như đổi mẫu, đổi màu. Mẫu ngày hôm nay các chị xem ưng mã này, nhưng về sau tối mà các chị, tối hoặc sớm ngày mai mà các chị hỏi con hoặc hỏi chồng các chị không ưng, các chị có thể xả. Thứ hai là các chị có thể đổi màu thoải mái nhé. Chứ nhà em không như một số like khác, tức là các chị xem like là phải đóng đinh, đóng cột. Ví dụ như tối hôm trước các chị chốt màu gì là bắt buộc hôm sau các chị phải lấy màu đấy. Riêng nhà em thì rất là hoan hỉ cho mọi người. Còn màu còn đổi sai. Em còn đổi sai các chị, kể cả hàng 28, 29 nghìn đồng em vẫn đổi sai cho mọi người cơ. Ok, chị Nguyễn Khánh Nim chốt đơn, chị Lê Thúy em chốt đơn ạ. Dạ chị Hương Nguyễn em chốt đơn của B41 rồi. Bây giờ em còn một ít của, đây này áo hãng nữa đây. Sao siêu nhẹ nam à. Bây giờ lên trước sao siêu nhẹ nam nhé. Eo ôi còn nhiều hàng muốn lên quá. Còn áo chống nắng nữa này. Đợi em một xíu nhé mọi người. Áo này của em tất cả cái này nó là hàng siêu nhẹ nam. Siêu nhẹ nam các chị nhìn thấy không, chất của nó căng đét. Nói là hàng siêu nhẹ rồi thì mặc lên cảm giác như không mặc. Thật sự luôn. Đấy ạ, dòng siêu nhẹ nam 128.000 đồng. Các chị lên mã là B42. Chị Hồ Đám chốt đơn rồi, chị Văn Nguyễn em chốt đơn, chị Hường Nguyễn em chốt đơn rồi nhá. Lên hộ em ạ, có size từ 50 cân đến 70 cân. B42 cho em, màu này của em là màu sữa, đẹp lắm. Cái mẫu này em phải bảo ông chồng em mà để lại một cái mà mặc không sang năm, nó không có mẫu này thì sao, vì nó cứ ưng quá. Mẫu này nếu như đối với anh nào không thích này, cổ của nó may này, đẹp chưa? Nếu như anh nào mà không, các anh mà không thích nhờ, bỏ mũ ra được nhá. B41 em chốt cho chị Hạnh Huỳnh. Hàng siêu nhẹ nam, dạ không có size 40 cân rồi chị. Cái mẫu này của em mà chốt từ 50 cân đến 70 cân, hàng này hàng người lớn chị ạ. À? Đẹp chưa? Đây ạ, đây này em thử thò tháo bỏ cho các chị mũ ra này. Đấy, thấy chưa? Nếu như anh nào không thích mũ, các anh có thể tháo mũ hoàn toàn. Hôm qua nhận được áo phao nam rồi, đẹp lắm nhưng hơi chật à. Thế thì gửi lại em đổi hàng cho. Chị Tươi Phan gửi lại đi, em đổi cho, đẹp cực luôn các chị nhỉ. Phao nam của em nó là hàng siêu nhẹ mà các chị không bao giờ nghĩ là mọi người mua cái dòng này 128 đâu. Không bao giờ các chị nghĩ là cái này các chị mua được với giá 128 đâu. Lên là B42. Cái này còn nhiều không? Chị Nguyễn Khánh Ni ok em chốt đơn ạ. Lên bộ bé trai đi, B42 cho em ạ. Chị Nguyễn Mai em chốt đơn ạ. Chị Nguyễn Khánh Ni em chốt rồi nhá. B42 siêu nhẹ nữ nhà em hết hàng rồi. B42 cho em. Em còn màu sữa với em còn màu lâu. Sữa với lâu nhá. Các chị nhá, em bán lốt 128. Bán lốt 128.000 đồng ạ. Chị nào nhờ, chưa để chế độ theo dõi page cho em xin nút theo dõi page nhé. B42 cho chị Tèo Cu. Mua hàng nhà em Trang không phải nhì nghĩ, nhận hàng ok lắm. Em cảm ơn chị Vi Phan. Nói chung là các chị khách ruột thì không phải quảng cáo nhiều, nhưng có những chị khách mới thì em vẫn xin phép được quảng cáo một tí nhé mọi người. Đấy, mọi người lên mã hộ em luôn là B42. Kèm số điện thoại cho em, 128.000 đồng, hàng đẹp luôn. 128. Đây ạ, màu này của em là màu lâu này. Màu này của em sang màu lâu của B42. Chốt của em luôn là B42. Kèm số điện thoại cho em. B42 chị Vinh Lê Hồng ơi, cái khóa này hơi bị mắc nha. Cho em cái khác đi, cho em cái khác đi, cái này vứt vào hàng lỗi đi này. Hôm mai khách nhận hàng lại đổi trả chết mệt. B42, kèm số điện thoại cho em, chị Nguyễn Mai em chốt đơn ạ. B42 cho em ạ. Ok chị. Nói chung là nếu mà chị nào mà hôm nay mới biết đến thì các chị cứ đặt chế độ theo dõi page nhá. Xem một vài like đi. Xem một vài like ưng hàng, ưng mẫu nào mình mua nhá. Đến thì mình cứ yên tâm. Mình cứ mở hàng ra, mình kiểm tra hàng trước khi thanh toán thoải mái cho em. Hàng nhà Trang bao rẻ đẹp lắm. Em cảm ơn mọi người. Lên cho em mã này luôn là B42. Đây màu lâu cho em này. Đây là màu lâu. Màu lâu kiểu màu lâu sữa sữa ấy, đẹp lắm. Chị Kim Hoàng em chốt đơn, chị Nhung Ngân em chốt đơn, chị Kiều Hương em chốt đơn ạ. Chị Phương Hoa em chốt đơn ạ. À, ông già thì mẫu này không nên mặc rồi, chị Vũ Bích Thảo.
Mẫu này em tư vấn cho tầm trung trở lại thôi các chị nhá, sẽ không các ông thì thôi, để khi mà các chị chốt những cái mẫu áo của các ông nó sẽ hợp lý hơn. Nhà em bình thường là có đủ đấy, còn hiện tại bây giờ nó trái vụ quá rồi thì là không còn hàng. Chị nhá, B42 cho em ạ. Dạ ok chị Nguyễn Huế, em không còn màu gì khác đâu ạ. Chị Nguyễn Mai này, tất cả những cái túi này của nó đều có khóa này. Đấy, đẹp chưa? B42 hộ em. B42 hộ em, form quá đẹp luôn. Yêu em Trang mấy năm nay rồi. Dạ em cảm ơn chị. B42 kèm số điện thoại. Em chốt đơn cho các chị gái với mức giá là 128.000 đồng. 128. Rồi lốt đang lên hàng nam. À xem một tí hàng nữ vào đi. B42 số to không ạ? Dạ có đến 70 cân ạ. Có đến 70 cân ạ. Hàng có size đến 70 cân ạ. Chị Sáng Ngô em chốt đơn ạ. Chống nắng đi em, đây rồi ạ. Chống nắng đây cho chị em mình rồi. Nào hôm nay phát cho các chị một cái giá gọi là trên rời luôn. Được chưa? 49.000 đồng. Các chị nhá, mã cho em là B43. Chị Lê Luận em chốt đơn, chị Kim Thanh em chốt đơn ạ. Quần sóc vải em đang mặc các chị. Quần lấy cái mẫu khác khác đi. Đây là sóc dạ đấy chị ạ. Sóc dạ. Cái mẫu này thì em bán trong Tết rồi. Chị Hạnh thì trẻ ok em chốt đơn này. Các chị ơi nhìn cho em ạ. Tất cả hàng này của em nó là hàng, nói là hàng suốt đấy mọi người. Được chưa? Và hàng này của em nó là hàng 2 lớp nhá. Hàng 2 lớp. Nhưng mà rất tiếc ạ, cho em xin khất những cái chị mặc size M trở lên. Mặc size M cho đến size 2XL cho em xin khất tầm 1-2 tuần nữa thì em về được hàng này nha. Còn hiện tại bây giờ em chỉ có của nguyên của size S thôi. Các chị sẽ từ 38 cân hoặc cho các chị đến tầm 46 cân đổ lại. Không đẹp cho các chị trả hàng về. Đây ạ. Tất cả hàng này của em nó là chất hai, nó là hàng thông hơi kim cương 2 lớp. Mua hàng nhà Trang nhiều rồi, ưng lắm ạ. À, đặt tát ca của bé rất đẹp ạ. Không cần phải kiểm tra trước ạ. Em cảm ơn mọi người. Mọi người lên đơn hộ em mã này là B43 đúng không? B43 đúng không? B43 các chị nhìn cho em này. Hàng của nó hàng chuẩn. Khi mà các chị để ý nhá, đối với những cái hàng một lớp thì không nói, nhưng mà những cái hàng hai lớp ấy, xưởng may ấy, có những xưởng may em nói thật các chị dơ cái lách lên nó kéo cái áo quá lửa người các chị. Bởi vì sao ạ? Cái lách bên trong nó may không được như đẹp như bên ngoài đâu. Nhưng đây hàng suốt của em ạ, tất cả là hàng hai lớp nhá. Tay của nó cũng may hai lớp và thân áo của nó cũng may hai lớp. Thì nếu như hôm nay chị nào mặc được size S, em khuyên chân thành mọi người lấy cho em 2-3 cái về thay đổi. Hoặc các chị có thể mua cho bé nhỡ nhỡ sai. Các chị lên mã này cho em luôn. 35 cân ạ. À? Dạ em có đấy, đợi em một tí. B43. Ok chưa? Em chốt đơn 49.000 đồng và đây này đang có full màu này, màu ghi cho em này, màu tím than cho em này, màu tím cho em này và màu hồng. Bây giờ em mặc nhanh qua từng màu cho mọi người ngắm nhá. B43 form của nó gọn và đẹp cực kỳ luôn. 49.000 đồng. Được chưa ạ? 49.000 đồng của B43. Đây là B43 màu tím. Em mặc nhanh rồi qua mẫu nhanh nha, tại vì em còn rất là nhiều mẫu để lên cho mọi người. Phao nữ dạy, phao nữ nhà em hiện tại đang hết hàng rồi chị ạ. B43 cho em ạ. Thấy chưa, màu nào lên cũng đẹp. Tất cả hàng của nó là hàng 2 lớp. Em bán các chị 49.000 dạ. À phao siêu nhẹ thì mình còn không? B43 cho em. B43. Dạ em là 46 cân chị ạ. Em là 46 cân ạ. Các chị lên hộ em luôn là B43 các chị nhá. B43 và kèm số điện thoại cho em. Em bán cho các chị yêu với mức giá là 49.000 đồng. Những mặc những chị mặc size M trở lên, M, L, XL, 2XL cho em xin khất mẫu này nhá. Mẫu này thì năm nào em Trang cũng bán nhưng hiện tại em chỉ còn mỗi size S thôi. Nên em thanh lý trước cho các chị là 49.000 đồng. B43 chị Phạm Lệ 4 chiếc, chị Trần Mặt em chốt đơn, chị Kim Dung em chốt đơn ạ. B43 em chốt chị Hoàng Hòa này. B43 em chốt cho chị Nhân Nguyễn ạ. Màu này của em màu ghi ạ. Màu này của em màu vi. B43 cho em ạ. Dạ ok chị Kim Thanh em chốt đơn ạ. Bột thông cống nha, em chưa có hàng đâu chị. Mấy cả mọi năm em cũng chưa bán cái đấy. B43 kèm số điện thoại cho em chị Kim Na em chốt đơn này. Em chỉ bán mỗi dầu ủ tóc này. Với lại những cái giấy vệ sinh thì là nhà em là bán chuyên rồi. Em nói thật luôn, giấy vệ sinh nhà em bán bây giờ còn vượt cả mấy cái nhà phân phối ở đây rồi cơ. Đây ạ. Lên của em luôn là B43 màu ghi nhá. B43 đen à, màu tím than này, màu tím này, màu ghi và màu hồng. Cháu chào cô Trịnh Thu Ngọc nhá. B43 chị Doãn Trinh, chị Tươi, chị Thùy Dung em chốt đơn, chị Tươi lên chốt đơn của B43. Em chốt cho chị Hà Nguyên B43. Em chốt cho chị gái Vũ Hạnh B43. Lên của em là B43, đây màu cuối cùng là màu hồng. 49.000 đồng thôi. Dạ có mà vừa chị. Ủi em đã bảo rồi, những chị mặc size S nhỏ nhỏ chốt đi. Bây giờ em đang không có của size to thôi. Em đang không có của size M trở lên thôi. Chị nào từ 38 cân ạ cho đến các chị tầm 46 cân ạ. Em đang là 46 cân nhá. Em chốt cho các chị đến 46 cân. Em chào chị Quỳnh Liên nhá. Chị Minh Hạnh Hà em chốt đơn ạ. Chị Huyền Vân em chốt đơn ạ. Em chốt cho chị bé Diễm Hằng B43 này. Đẹp chưa?
B43, tất cả hàng này của em nó là hàng hai lớp nha mọi người. Và khi mà các chị dùng cái chống nắng của nhà em không cần phải mua bao tay. Nhiều chị là chống nắng nó đến đây thôi thì các chị vẫn mua bao tay, bởi vì ngón tay các chị đi ấy, nó vẫn sẽ đen, nó vẫn sẽ bắt nắng. Đây nó có bao tay luôn cho mọi người. B43, chị Phạm Khánh em chốt đơn ạ. Chị Phương Hoa ok chị này. B43 cho em hết màu nha các chị nhá, có 4 màu thôi. Giá là 49.000 đồng một cái. Giá là 49.000 đồng một cái rồi, em qua này. Em qua B43 này, bộ lụa cho mẹ đi nhỉ, bộ cho mẹ đi nhỉ. B43 kèm số điện thoại cho em. Nào bây giờ em lên bộ lụa 2 giây cho các chị trước nhé. Ờ ok, hai áo ạ. Chị tuyết rơi, chị mưa rơi lên mã cho em là B43 hai chiếc hộ em với, ngày mai nhà em gọi điện chốt đơn cho. Ok chị Thin Lò thì em chốt đơn của B43, chị Đào thì mai em chốt đơn của B43. B43 và kèm số điện thoại cho em. Nay quên lên không lấy áo. B43 và kèm số điện thoại giúp em. Được chưa? Giá 49.000 đồng. Chị Xoa Nguyễn em chốt đơn, chị Phương Chi em chốt đơn, chị Hường Sơn em chốt đơn ạ. Chị cứ đặt hàng trên line đi. Đến hà đến ấy thì bảo các bạn ấy là xem hôm qua chị đặt những mã gì. Bởi vì nhiều khi đến hàng nhà em nó nhiều quá các chị chả nhớ ra. Thật luôn ấy, nhìn nó nhiều quá xong mọi người còn không nhớ ra là mình muốn mua cái gì luôn ấy. Mọi người chốt ở trên line xong ngày mai đến bảo các bạn ấy đọc lại cho. B43 và kèm số điện thoại. Bộ này còn size gì nhỉ? Bộ này hàng có size nhá. Chất của nó là chất lụa đấy. Được chưa? B43 cho chị Hương Nguyễn, chị bé Diễm Hàng ok chị này. Chị Hường Sơn em chốt đơn này, chị Uyên Chi em chốt đơn rồi. B43 kèm số điện thoại cho em. Mẫu này của em đang còn của size gì nhỉ? Mẫu này em đang có size đến size XXL đúng không? M đến 2XL. Lưu ý là toàn bộ hàng có size. Mẫu này thì sẽ chốt được cho các chị yêu từ tầm 43 cân. 43 cân cho các chị đến 62, 65 cân đổ lại tùy chiều cao. Nó sẽ có size 2X, size 2X. Nếu như em bán trực tiếp ở nhà thì em bán trực tiếp ở đây ấy, thì các chị đến trực tiếp thì có thể chốt cho các chị đến 65 cân được. Nhưng mà em bán trên live thì em sẽ xem cho mọi người từ 62 đến 65 cân. Tức là mọi người bình thường mọi người 62 cân mọi người mặc 2X hoặc là 65 cân mọi người vẫn mặc được 2X thì mọi người chốt nhá. Mã này mọi người lên đơn cho em luôn ạ. Rồi ok chị Hồ Đào, chị Mai Giang, chị Liên Trần em chốt đơn ạ, chị Hoàng Hoài em chốt đơn ạ. Pha Patka của em là 138. Các chị ơi ngày mai lấy màu gì lấy á. Cái này của em nó là chất lụa nhá. Cái này của em Trang nó là chất lụa. Nó sẽ không co. Em đảm bảo hàng này cho các chị gái này là các con mặc à, là các chị yêu mình mặc nó không co là cái thứ nhất nhá. Không co, không nhăn nhầu vải. Được chưa? Lên cho em mã này luôn là B44 cho em. B44 em chốt nhanh cho các chị bộ này với mức giá 74.000 đồng một bộ của B44, chọn màu em với này. B44 em đang mặc của nó đang mặc là màu hồng nhá. Em đang mặc là màu cam hồng ấy, hồng cam. Đây ạ, B44 em đọc màu cho này, màu nào cũng đẹp luôn. B44 màu này của em là màu vàng. Giá là 74.000 đồng, may đẹp lắm các chị ơi. Chất của nó là chất lụa, không co như lanh, không nhăn như lanh. B44 màu vàng. B44 cái màu này của em màu hoa hướng dương, màu này đẹp quá. B44 màu này của em màu lâu này. Đấy chứ ạ, màu lâu. Màu này của em là lâu Mickey. Màu này của em là màu xanh Mickey, xanh Mickey. Màu này của em là màu cam Mickey nhá. Và màu này của em màu kẻ. Màu này của em màu kẻ. Lên của em là B44 cộng số điện thoại giúp em. B44 cộng số điện thoại cho em với. Em chốt trên live cho mọi người với mức giá của nó về còn là 100. À, về là 74.000 đồng B44. Giấy vệ sinh dạ ok chị Nhân Nguyễn em chốt, chị Phạm Thị Dung. Lên Phong Nam à, ok chị gái, đợi em một tí ạ. B44 cộng số điện thoại cho em ạ. Mộ này em thấy ưng quá nhưng không biết có hàng không. B44 nha mọi người, em bán các chị là 74.000 đồng một bộ. B44 và cộng số điện thoại cho em, hàng có size nhá mọi người, không phải hàng free size đâu. Hàng này nhà em là có size. Từ từ đã lên cái đấy. Cho em xin cái phông vào đây đi. Phông cổ tim cổ tròn. Còn một tí nữa thôi. Phông cổ tim cổ tròn nó qua đóng xỉ gần hết. Còn lẻ size lộn xộn rồi, lên cho các chị lên lốt để thanh lý lốt. Mã này các chị lên đơn là B44 nhá. Đấy, em bảo mà màu này mặc lên đẹp này. Quay trời mùa hè là các chị mặc những cái mẫu hoa to này cũng xinh lắm. Lên của em là B44 cho em. Để cho chị Diệu lại thì em chốt đơn, chị Đào Thùy Mai em chốt đơn. B44 em chốt cho các chị. Hàng này có size nha mọi người. 42 cân em chốt đến 62, 63 cân, 65 cân. Nói chung là có size đến 2XL. B44 kèm số điện thoại cho em. Giá chốt trên line cho mọi người luôn. Cái áo này xem mọi người có muốn chốt không nào. Em tặng nhanh các chị cho nó gọn này. B44 em chốt cho chị Mỹ Kim, em chốt cho chị Linh Linh. Lên là B44, em chốt cho chị Nguyễn Thị Huế. Đây xong em lên cái áo u mì của nữ nữa. Đây là áo u mì nam, các chị nhìn này. Cái khóa này nó lật được vào trong. Nên là nhiều khi là các anh mặc xong các anh lật khóa vào trong như này này. Để khi mà các anh làm việc nó tránh trường hợp nó bị kéo xuống á mọi người. Kéo xuống á. Mã này mọi người lên đơn là B45. Đẹp lắm, vải u mì. Đây ạ, vải này của em là vải u mì B45. Hiện tại B45 này em đang đủ size. Đủ size cho các anh từ 50 cân nhá. Đến 80 cân.
Đấy chạm màu ghi này, em đang đủ size từ 50 cân đến size 80 cân này. Lên cho em mã này luôn là B45 và kèm số điện thoại cho em. B45 và kèm số điện thoại, em chốt đơn hàng, giá em thanh lý trên line này, 59.000. 59.000 đồng của B45. 59.000 đồng của B45. Ừ, em mặc vào cái này to quá mọi người. Em mặc cho các chị nhìn cái chất vải với cả nhìn cái đường may, nhìn cái form của nó thôi nhá. Chứ em mặc cái này phải đút được hai em vào đây ấy. Lên cho em mã này luôn là B45. Cho em mà có màu ghi, em bán nốt 59.000 đồng. B44 đã ok chị Phương Hoa. Chị nào chốt mã này lên đơn là B45. Màu ghi cho em có đủ size. B44 là chất lụa chị ạ. Chất lụa không co không nhăn nhá. Cái này là B45 màu đen. Màu đen này là size từ 60 cân thôi phải không? Ghi rõ vào đấy đi cho ngày mai chúng ta chốt đỡ phải gọi lại. B45 này màu đen này em có size từ 60 cân đến size 80 cân. Hàng toàn bộ có size nên là nhiều khi là mọi người cứ phải nghe size em đọc nhá. Mẫu này nhà em trang là size từ 60 cân, size nhỏ nhà em hết rồi, màu đen này này. 60 cân cho các anh đến 80 cân B45 phải không? 59.000 đồng. Bộ em mặc là 74. B45 cho chị Thiên Trần, B44 cho chị Nam Ốc. Lên đơn là B45 đi, không có lần thứ hai, không bao giờ ở đâu có cái giá này luôn. Bởi vì 59.000 đồng cái riêng cái khóa lật này ấy, em đảm bảo luôn hai khóa này này. Các chị mua bình thường một cái khóa này thôi nó rơi vào tầm 45.000 một cái. Đấy, nếu như chị nào làm thợ may thì các chị có thể lấy được rẻ hơn vì các chị lấy số lượng nhiều, nó tầm 38.000 40.000. B45 ạ. Dạ ok chị Diệu Hương em chốt đơn ạ, chị Nguyễn Loan em chốt đơn, chị mưa mùa em chốt đơn ạ. B44. Ok chị Hiếu Tĩnh ạ. Lên mã là B44, ngày mai chốt màu chốt size thoải mái luôn. Nhà em bảo rồi ạ, chỉ trừ khi không có hàng, không có nhá. Không có màu của các chị chốt, bên em sẽ gọi lại cho mọi người và báo là màu đấy không còn. Được chưa? Nếu như mọi người ưng thì mọi người đổi sang màu khác, còn không thì thôi. Đây các chị lên là B45, dạ ok chị Hoàng Phương Luận em chốt đơn ạ. Xịt Nam em hết hàng, chị Mỹ Kim em chốt đơn của B45. Lên mã cho em là B45. Màu xanh nhá, em có xanh. Màu xanh này là đủ size đúng không? Màu xanh này của em trang là đủ size từ 50 cân cho các anh đến 80 cân. Màu ghi là đủ size từ 50 cân đến 80 cân. Riêng màu đen là có size từ 60 cân trở lên. B45 chị Kha Thi Trần Trần, chị Dương Lý, chị Đặng Thảo em chốt đơn ạ. Chị Mai Đặng em chốt đơn của B44. B44 cho chị Nhân Nguyễn có. Lên cho em mã này luôn là B45, chị Kim Dung ok chị này. B45 cho chị Mai Nguyễn, cái này của em nó là chất u mì. Sọc ở tay này của nó là may vào nhá. Chứ không phải là sọc phun sơn đâu. B45 em chốt cho chị Tình Vũ này. Chị yêu nào lấy B45 lên đơn B45. Chị Vi Bầu Vịt siêu ok chị gái luôn, chị Nguyệt lên chốt đơn của B45. Ơ cái bộ này còn nguyên của size 90 hả anh? Hả? Cái màu này còn màu gì nhiều nhất anh hộ em một tí. B45 và kèm số điện thoại cho em, chị Ngọc Thế em chốt đơn, chị Phan Hằng em chốt đơn của B45. Lên mã hộ em là B45, treo cho em mẫu đấy đi. B45 và kèm số điện thoại giúp em. Mẫu này qua Nga nó đóng bao nhiêu cái nhỉ? 60 à? Hôm qua trong hóa đơn đấy. Anh lúc đấy anh em đếm qua em không nhớ gì. B45 kèm số điện thoại giúp em. Chị Phan Hằng ok rồi. Cái bộ này bây giờ còn size gì? Tặng nốt này. 12 cân đến 16 cân. Eo ôi, phí thế. Bộ này không còn size bé. Bộ này à, bộ này em không còn size to. Tiếc quá. Bộ này hôm trong Tết em có đủ size đến 35 cân đấy các chị nhỉ? Đó, bộ này hôm trong Tết là mình có đến size đến 35 cân. Có những chị là mua ba bé giống nhau này. Có những chị là em thấy đi chơi Tết ấy. Ok chị Thùy Dung, có những chị là đi chơi Tết mua giống nhau luôn. Bộ cho mẹ dạ đội đợi em một tí nhá. Thế à chị ơi cố gắng nhá, chị Duyên Trương mình cố gắng nhá. Mình cố gắng lên nhá. Cái này các chị lên cho em mã này luôn là mã B46 đúng không? B46 hiện tại em đang còn size từ 12 cân đến 16 cân. Để cho em bán cho các chị cả một set này lốt 88.000 đồng. B46 chị Liên Thu ok chị. Hàng Quảng Châu bây giờ em còn size 90 với size 100 à? Còn size 90 và size 100 của hàng Quảng Châu. Các chị lên mã này cho em luôn là B46. Em chốt nhanh cho các chị này 88.000 đồng. Cả một set luôn, coi mặt yêu, đảm bảo luôn là yêu lắm luôn. Mỗi tội là em trang hết size to. Hàng này em bán từ trong năm rồi. Trong năm em bán full size từ 12 cân đến 35 cân. Nhá, bây giờ hiện tại em chỉ còn 12, 16 cân thôi. Em thanh lý lốt. Em thanh lý lốt 88.000 đồng cả một set như này. B45 cho chị Liên Hà, chị Kim Dung, chị Linh Dương em chốt đơn. B45 em chốt cho chị Phan Chi. Các chị lên cho em con này là B46, à chị Phạm Chi chứ. Mã này mọi người lên hộ em trang là B46. Chất bò của nó mềm đẹp. Con này là đảm bảo các chị là mặc được thoải mái quanh năm nhá. Mặc cái này là các chị mặc được thoải mái quanh năm như này luôn. 88.000 đồng. 88.000 đồng của B46. Phải không? B46 ạ, set kẻ cho bé gái.
Sếp kể cho bé gái, yêu ơi con này xinh lắm mọi người ơi, xinh lắm, B46 cho em. Để cho B45 cho chị Thùy Dung. B46 em chốt chị Đặng Thị, chị Ngân Hà, em chốt đơn chị Thanh Hồng, em chốt đơn ạ. Em chào chị Hiếu Phương nhá, em bỏ game để em chuẩn bị chơi mini game. Lên hộ em mã này luôn là mã B46. Kèm số điện thoại giúp em. B46 em bán nốt 88.000 đồng. 88.000 đồng của B46 này. Các chị yêu này, lên hộ em luôn là B46 nha các chị nhá. Kèm số điện thoại cho em 88k. 88.000 đồng của B46 ạ. Được chưa ạ? Chị Hiền Phương, ok, xếp kẻ này em mua 3 bộ, ai cũng khen bảo rẻ mà đẹp thế ạ. Em cảm ơn chị Nhung Hồng Chu. Mua từ trong Tết thì mới mua được 3 bộ. Đấy, B46 cho em. Chợ đủ trong Tết là em bán đủ size. Hiện tại em còn á, xem lại B44 là mã gì anh ơi. B46 đẹp mà size nhỏ quá, mẫu này hết size rồi. Hả? Bộ lụa 2 dây à? Rồi treo lại cho em đi. Đây, bây giờ lên cho các chị tiếp mẫu tiếp theo nữa này. Lên cho mã luôn là B47. B45 màu ghi, dạ ok chị gái. Ngày mai nhà em còn gọi lại chúc đơn cho mọi người vào. Lên cho em mã này là B47 lốt này. Để cho B47 của em bây giờ hiện tại đang còn đủ size. Đủ size là từ 40 cân ạ, cho đến 62 cân ạ. B46 6kg không vừa. Cho em xin cái set, set NI á, có kèm mũ, nó có size bé đấy. Các chị ơi nhìn cho em mã này này. Hàng này của em là hàng có size nhá, không phải free size, và chất của nó là chất cốt tông tàu. Không nhão là một, không xù lông nha các chị nhá, không nhão, không xù lông. Mặc cực kỳ mát và thấm hút mồ hôi. Nói chung là phông em đã bảo rồi ạ. Có những chị em là không bao giờ mặc áo dây, hoặc có những chị em mình không mặc áo sát lách, nhưng 100% các chị sẽ mặc áo phông như thế này. Phông như này các chị yêu mix với kiểu gì cũng đẹp. Mix quần sóc, quần baggy, mix với cô chân váy này, được không ạ? Lên cho em mã này luôn là B47, em bán nốt 99.000 đồng hai áo. Chọn màu cho em, màu em đang mặc trên người là hồng đậm này. Màu này của em là hồng màu đen này. Màu này của em là màu hồng nhạt này. Các chị nhá, comment luôn màu vào đấy cho em. Màu này của em là màu trắng. Màu này của em trang là màu cam. Lên mã của em là B47 cộng 2 màu. Đấy chưa, ngày mai nhà em chỉ chốt chiều cao cân nặng để nhặt size thôi, màu xanh. Lên của em luôn B46, chị Đào Trang có bé trai chứ các chị. B47 cho em màu vàng. Các tình yêu lên giúp em mã này luôn là B47 và kèm số điện thoại cho em. Đủ size không đủ màu, ngày mai còn. Các chị cứ cố gắng lấy màu nhá. Ví dụ như ngày mai còn màu thì bên em sẽ là chót chốt màu cho các chị. Mà hết rồi thì thôi, hoan hỉ cho em mã này. Mã này nhà mình là còn đủ size không đủ màu đúng không? Còn đủ size nhưng không đủ màu. Nhưng mà bên em sẽ vẫn cố gắng chọn theo màu các chị. Trừ khi nếu nó hết thì bên em sẽ báo luôn. B47 cho chị Hà Phạm, em chốt đơn ạ. B47 cho em đọc lại màu nhá các chị nhá. Màu em đang mặc trên người là màu hồng đậm. Được chưa? Màu này của em là màu vàng. Bộ người lớn già đi, cho em bộ người lớn già đi. Cái bộ màu này của em màu xanh. B47 cho em màu cam. Hộ em mã hàng B47 cộng 2 màu nha các chị nhá, màu trắng và màu đen này. Màu đen ạ, B47 màu hồng nhạt. Chị yêu nào lấy mã này lên đơn hộ em là B47, 99.000 đồng ạ, hai áo cho em. 99.000 đồng hai áo, chị Dương Ly ok, chị Hồ, chị Đào Hồ ok chị này, chị Dương Lý chứ. B47 cộng số điện thoại hộ em 40 cân đến 62 cân. B46 cho chị Nhân Nguyễn, B47 cho chị Thúy Quốc, 99.000 đồng hai áo của B47. Chị yêu nào lấy B47 chốt hộ em là B47. Cái form của nó mặc lên đẹp lắm, dễ chịu cực kỳ luôn các chị. Em đã bảo rồi ạ, form tối giản như này là các chị yêu mình dễ mặc nhất. Nhân lên hộ em là B47 cộng số điện thoại cho em 99.000 đồng hai áo. Em đặt mấy ly like rồi trả được buồn chị Trần Thanh Hải. Chị Thiêm Trần ok, chị Nguyễn Lợi ok, chị Hân Phạm em chúc đơn, chị Trang Lâm em chúc đơn, nhà em gọi điện chúc đơn hết. Hôm nay nhà em còn các bạn còn nghỉ sớm thôi vì là không có việc các chị ạ. Nghỉ sớm thì là không có việc. B47 cho em ạ. Rồi ok chị Nguyễn Thảo này. Bây giờ em sẽ lên bộ mẹ cho các chị này. Bộ mẹ của em này, yêu hàng xịn sò con bò lắm. Trời ơi cho chồng còn cầm 2X này, em mặc kiểu cây bên nha bồ đào nha. B47 cộng số điện thoại cho em 99.000 đồng hai áo. B47 cho chị Kim Dung. Nhà em nhá, chị nào đây này, chị Trần Thanh Hải, ngày mai em kiểm tra lại cái chị Trần Thanh Hải này xem đặt cái gì mà tại sao không gọi điện chốt đơn ạ. Chị Hoa Bất Tử em chốt đơn, chị Kim Dung em chốt đơn ạ. Em nói luôn này, nhà em mấy ngày hôm trước ấy thì nó hơi vất vả một tí bởi vì nó không có phần mềm. Còn đến như ngày hôm qua thì hơi nhiều đơn, hôm nay là nhà em ít đơn này. Hôm nay là các bạn nghỉ sớm này bởi vì hôm qua em không có like được. Ui các chị ơi nhìn chất lụa này. Trời ơi những cái tông màu gọi là tông xẹp tông cho. Đây gọi là mình mua tặng mẹ nhá. Mẫu này là em bảo luôn. Bây giờ em chỉ còn từ 53 cân thôi, cho em màu nhã nhã đấy đi. Em còn từ 53 cân, các chị nhìn cho em này. Riêng hàng này các chị mua bên ngoài nhá, rẻ nhất là 130.000. Cao là tầm 165 đến 170.000 một bộ. Em bán treo 2 mẫu, treo 2 móc. Các chị ơi nhìn cho em với này. Eo ơi, bộ lụa của em này. Nó cứ được gọi là xịn sò.
chốt 4 5 hôm mà chưa nhận được hàng. Chị Nguyễn Thị Thảo lên số điện thoại em kiểm tra đơn. Chị Tuyến Vân ok, chết rồi, hôm nay còn có 7 đơn của hôm kia mà bưu điện hôm nay còn chưa cầm vào để gọi lại báo khách cơ. Là không đi được hàng của cái gì Hải Phòng ấy. Ôi các chị ở Hải Phòng hiện tại là đang không chốt đơn nhá. Nhục thật luôn. Eo ơi, nhưng mà em mặc bị rộng. Từ tầm 50 cân trở lên mặc sẽ rất đẹp. Ôi trời ơi, hết size bé. Mẫu này hôm nay xin thông báo với các chị yêu là hết size bé. Đây, mình mua tặng bà nội bà ngoại. Mẫu này là mẫu trung liên nhá. Đừng chị nào mua cho 35 tuổi xong rồi về lại bảo em Trang ơi chết rồi, mẫu này già. Các chị nhá, mình mặc tuổi nào nó hợp với tuổi đấy á. Các bà này bảo dễ là dễ, bảo khó là khó đấy mọi người. Tại vì nhiều khi các bà các chị mua sặc sỡ quá các bà không mặc. Đấy, rồi chưa? Form xấu không mặc đâu. Lên cho em mã này luôn là B47 cho em xin ghế ở đây, em đứng vào đây này. B47 cho em. Hả? Mình có chuyện sinh á. Sợ sặc bó lại. Đây ạ. B47 của em đây các chị ơi. Lên hộ em là B47. Xem xem màu thôi các chị nhá. Tại vì những cái tông màu em mặc cho các chị này, em sẽ mặc hai màu. Đẹp quá em, cảm ơn chị Ngọc Hân. B47. Em chốt tặng các chị với mức giá là 89 à B48, xin lỗi mọi người, 89.000 đồng một bộ. 50 cân đến 65-66 cân đổ về, không có size bé nữa rồi. Chị nào mình mua tặng bà, tặng mẹ, mình mua tặng bà nội bà ngoại ngày mùng 8 tháng 3 thì mình chốt, mua cho mỗi bà bộ. Cả nhà các bà trông cháu đi chợ trồng rau, đi chợ mua rau mua cỏ này, sướng chưa? Có khóa phụ kiện cho các bà, có khóa sườn cho các bà để các bà chui vào chui ra nó dễ nhất. Lên hộ em mã này luôn ạ. Bộ trẻ đi Trang, ôi dồi các chị đang hỏi bộ trung tuổi em vừa mới lên sao. Lên hộ em mã này luôn ạ. Bộ mẹ này ưng ạ. Bộ mẹ này của nó là quần lửng, eo ơi đẹp chưa. Em sẽ mặc 2-3 màu để cho các chị yêu nhìn nhá. Có toàn bộ của nó là vải lụa. B47 cho em cộng số điện thoại, em chốt đơn hàng. Lấy hai màu thì comment hai màu, một sáng một tối, hoặc là lấy cho em là màu gì ạ, hai màu hai kiểu, hai à hai màu hai bộ này. B47 hộ em. Cái màu này có không em? Ưng cái màu đỏ đỏ này phết, nhưng mà có nhiều không? B47 cho em. Đây em mặc qua màu khác cho mọi người ngắm này. B47 và em chốt đến 67 cơ. Để cho em chốt trên live cho mọi người với mức giá là 89.000 đồng. Em bảo rồi ạ. Riêng hàng này là em chưa hàng nào, chưa hàng này là em khẳng định luôn mọi người, không bao giờ ở ngoài có. Không bao giờ, đưa cho em bộ đấy luôn, em mặc luôn. Không bao giờ ở ngoài bộ này có dưới 130 nhé. Không bao giờ bộ này ở ngoài có dưới 130. Nhìn cho em những cái cây vải của nó sang dã man luôn này. Nhìn đúng như hàng mà các chị order hàng Trung Quốc mà tầm khoảng là 395.000 một bộ ấy các chị. Nó phải tầm đấy, 395 là size nhỏ nhất nhá. Còn như cái bộ mà nó size to hơn đấy các chị thấy không? Màu của nó lên này sang dã man. B47 cho em. Được chưa? Chốt nhanh cho các chị yêu với mức giá là B48. B48 đây, chị nào chốt thì chốt đi để em qua nào. Ui dồi ôi, nó nhiều mà màu này cơ mà. B48. Hộ em mã hàng là B48 các chị nhá. Đây em rơi hết các màu này. Đây là màu lá này. Lá xanh này, màu xanh này, ô xanh này. B48 kèm số điện thoại cho em treo mẫu này lên này. B48 màu lá đỏ này. Chợ B48 màu lá xanh nữa này. Eo ôi hàng này. Trời ơi nó cứ gọi là đẹp dã man. Chà, mình cứ lấy cho các bà ví dụ như cả không lấy hoa gì thì hoặc là không lấy màu gì nhá. B48 em bán cho các chị yêu với mức giá là còn 89.000 đồng. B48 chị Thu Lò em chốt đơn ạ. Chị Trương Khánh Mỹ em chốt đơn ạ. Em đang mặc size to lắm chị ơi. Bây giờ cái mẫu này của em là từ 50 cân. Em chốt từ 50 cân trở lên. Bây giờ không có size bé. Em đang mặc bị rộng này. Chị Nguyễn Lợi em chốt đơn B48. Chị Trương Thị Mỹ Linh em chốt đơn ạ. B48 kèm số điện thoại giúp em nhá. B48 kèm số điện thoại cho em Trang các chị nhận đơn hàng. Quần u mì kẻ các thứ còn không? Áo bo zip. B48 kèm số điện thoại cho em. Giá em thanh lý cho các chị là 89.000 đồng. Chất lụa chị nhá, chất lụa. B48 của chị Thanh Hồ. Trời ơi, lâu lắm luôn mọi người. Treo cái bộ này lên cái đinh đấy hộ em với anh ơi. B48 kèm số điện thoại cho em. Anh ơi, cho em xin cái gì nhỉ? Cho em xin cái này treo lên giúp em này. Cho em xin cái áo gì vào đây nhỉ? Áo bo zip này là một này. Mấy lại cái quần gì nhỏ nhỏ ấy. B48 chị Khánh Huế, chị Trang Linh. Chị Trang Linh ok, chị yêu lên đơn của em luôn là B48. Cái mẫu này còn size gì đây? Mẫu này còn size gì đây? Lên bộ trẻ á. Lên bộ trẻ á chị, ok chị. Bộ trẻ em vừa like bộ dây rồi đấy. Cái bộ trẻ mà hình người lém bóng còn không anh? Cái áo này của em nó là một size rồi. Thôi em thanh lý luôn cho các chị này. Mẫu này của em nó là áo u mì của chị em mình nhá. Áo u mì của chị em mình. Lên đơn cho em mã này luôn là B49.
Em chốt tặng nốt các chị B49 này, giá của nó còn 49.000 đồng đi. Treo nốt này, bộ này lên treo lên cho em. Lên cho em mã này luôn là B49. B48 mà chị Nguyễn Xuân. Áo thun cổ lữ hôm qua em vừa mới, hôm nay vừa có một cái mã B bao nhiêu anh ơi xem lại. Cái màu tím đấy đúng không chị Ngân Cao Vũ? Hôm nay em vừa nhắc tên chị trên live buổi trưa đấy. Mẫu này em có cái mẫu này nhưng hơi to này, từ 50 cân đến 6, từ 50 cân đến 58 cân cơ. 50 58 cân mẫu này em chỉ còn một size thôi và em có mấy màu này. Các chị lên cái mã này luôn là B49, em bán nốt bộ hoa nhí á chị. Bộ hoa nhí, cái bộ hoa nhí à, cái bộ hoa nhí tay cánh tiên đấy hả chị? Bộ hoa nhí tay cánh tiên đấy hả chị? Còn đây ạ. Cái gì hết. Ô thế thì vào bộ hoa nhí cánh tiên lên đi. Lên hộ em mã này luôn là mã B40. À B4 mấy? Nhầm. B49. Chưa có đâu chị ơi, B49 em có màu ghi. Màu này của em là màu tím than. Ghi tím than với màu xanh thế này. Lên hộ em mã này luôn là B49 kèm màu. Được chưa? B49 kèm màu em bán nốt 49.000 đồng. Chất áo u mì nhá, đẹp lắm, 50-58 cân. 50-58 cân B49. 49.000 đồng một cái, màu xanh cho em này. Màu vi, màu tím than. Chống nắng em like rồi chị Long Trần. Chống nắng em like rồi, B49 nha chị Hoài Phạm. Lên của em luôn là B49 kèm số điện thoại giúp em. Em bán nốt cho mọi người, giá của nó còn 49.000 đồng một áo. 49.000 đồng một áo của B49 màu ghi này. Chị nào lấy B49 màu ghi lên comment của em luôn là B49 màu ghi. B49 màu tím than. Được chưa? Lên giúp em là B49 kèm màu kèm số điện thoại cho em. B49 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Chạy B48 5 bộ rồi ok. 70 cân không vừa rồi. B49 cho chị thêm trần. Lên là B49 em có màu xanh này, màu ghi này, màu tím than này, màu hồng. B49 chống nắng em like rồi chị ơi, 49.000 đồng. B49 và kèm số điện thoại cho em. Like nhanh nha mọi người, 49k. B47 ok chị Vũ Bích Thảo. Lên tiếp vào các chị mã này luôn, B50. Hết chuẩn bị cái áo hoa bộ cánh tiên đấy đi. Đây nó các chị B50. Ôi em bảo mua thử mà nhận được hàng vừa rẻ vừa đẹp. Ôi em bảo em mua thử nhà chị, nhận được hàng vừa rẻ chất vừa đẹp. Em cảm ơn chị yêu. Em bảo mọi người này, về hàng nhà em ấy thì mọi người yên tâm luôn nhá. Tức là em không đề giá thành lên đầu đâu. Ví dụ có rẻ bèo mà có 10.000 đi chăng nữa, em bán ra 10.000 đi chăng nữa, hàng cũng bao chất cho các chị nhá. Nhiều hàng nhà em là em đi hàng thanh lý đấy mọi người. Hàng nhà em là em đi hàng thanh lý đấy, nên là các chị yên tâm. Đấy có mấy màu đấy, cái bộ đâu, áo u mì gì? Áo 49.000. Rồi ạ, bây giờ các chị lên cho em con này. Còn nguyên của size S, đây chị nào vừa nãy chốt chống nắng của size S rồi. Thì bây giờ các chị lên cho mã này luôn này. Còn mẫu nào cũng được, còn chị ạ, B49 cho chị Trang Minh, chị Thu Lò. Lên hộ em luôn, B49. Chị ý không lừa đâu, em mới nhận bộ 3 chi tiết 78.000 một bộ, thích lắm á, em cảm ơn chị yêu. Cái áo này của em còn 28.000. Áo kia là 50-58 cân. Cái áo này của em là 28.000, không có một cái chỉ nào thừa ra ngoài. Vâng. Cái mã này từ lần sau nhớ lấy cho em hai cái nhé, để một cái em mặc, một cái em còn rơi cho khách. Cái này mọi người lên cho em mã này luôn là B50. Chị nào mặc vừa size S nhá. Hàng toàn bộ hàng có size nhưng mỗi một tội là nó hết size ấy các chị ạ. Hàng này đợt là hôm đầu tiên em like các chị là em đủ size đến 60 cân và đủ màu luôn. Màu hồng, màu xanh và màu đen đấy. Nhưng ngày hôm nay nó chỉ còn nguyên của màu đen và còn nguyên của size S thôi. Em bán 28.000 đồng. Cái mã này mọi người lên đơn là B50. Hàng nhà Trang vừa rẻ vừa chất lượng. Em cảm ơn chị. B49 là chị Phạm Thị Dung. B49 chị Trương Thị Khánh Mỹ. B49 chị... Xem B49 màu xanh à. Rồi. Hàng nhà Trang chỉ có đỉnh rẻ thôi. Em cảm ơn chị Ngọc Hân. B50 em còn đúng một màu này thôi các chị. Hôm đầu tiên em like cho các chị là nó có 3 màu và đây em bán là 29.000 đồng. Nói chung là cái giá ấy, thì em giá nhà em thì em không bao giờ em xả một phát như nhà người ta đâu. Nhà người ta là gì ạ? Hôm nào cũng nói là xả nhưng mà bán có khi là hôm nay thì bán 350, ngày mai bán 299. Nhưng mà riêng nhà em nhá, em nói luôn ạ. Em lãi tiền nghìn, nên là khi em xả em cũng chỉ xả xuống 1-2-3 nghìn thôi, em không xả được nhiều đâu. Áo Trang mặc thích lắm lại rẻ nữa, eo ơi. Cảm ơn chị Thanh Mai Nguyễn.
Nếu như chị nào mua hôm đầu tiên của em là em có đủ size đến 60 cân cơ. Hàng nó toàn bộ hàng có size, cho em một cái nữa vào đây nào. Cái này mọi người lưu ý cho em ạ. Tất cả hàng này hàng có size, em đã đảm bảo các chị là không có một cái chỉ nào thừa ra ngoài nhá. Được chưa ạ? Em ở tận Thái Bình. Lên cho em mã này luôn là B40 và kèm số điện thoại cho... B50 chứ đúng không? Em chốt tặng các chị. Bộ 3 chi tiết là mã bao nhiêu? Bộ 3 chi tiết em vừa like rồi chị ạ. Lên cho em mã này luôn là B50. Em chốt tặng các chị với giá 28.000 đồng. Em bảo này mọi người này, hàng tất cả là hàng của hãng đấy ạ. Chứ còn nói hàng xưởng ôm thanh lý thì ôm làm gì đúng không các chị? Cái hàng này tất cả là hàng của hãng nên là nó không có chỉ thừa đâu. Và thứ hai nữa là quần áo nó đẹp hay không ấy, nó còn do cái form của nó may ấy mọi người nhá. Tinh ý, cái form của nó may lên rất là đẹp. Lên đơn cho em mã này luôn này. Đấy, tay nó ôm như này, em là đứa bị bắp tay rất là to. Các chị thấy không? Tay em bắp tay rất là to nhưng mà mặc vào nó che toàn bộ luôn. Lên cho em mã này luôn, nếu mà nhìn cái bắp tay của em không ai bảo em trang 46 cân hết. Mọi người sẽ nghĩ em tầm 50 mấy cân luôn. Đó, tại vì tay em suốt ngày bốc hàng ấy, bắt tay nó rất là to. Quỳnh quỳnh luôn ấy, lên cho em mã B50, 28.000 đồng. Chị Thủy Võ em chốt đơn, chị Nguyễn Bình em chốt đơn, chị Phương Hoa em chốt đơn 3 cái ấy. Chị Ngoan Trần em chốt đơn, chị Hương Nguyễn em chốt đơn ạ. Em chốt đơn chị em là em Nguyệt Mây, ok chị này. Lên hộ em là B50, 28.000 đồng. Hiện tại thì em trang chỉ còn mỗi một màu này và còn mỗi một size S thôi. Đấy, có mỗi cái hôm mùng 7 em like là nó đủ màu và nó đủ size. Sau hôm đấy là nó hết sạch màu luôn. Nó hết sạch size luôn ạ. Tất cả hàng này của em nó là hàng của hãng này. Thấy không? Hàng nó toàn bộ hàng có size chứ không phải hàng free size. Đấy, lên hộ em luôn là B50. Chứ là chị Thuy Hương Lê, chị Thu Hương Lê thì em chốt đơn B50. Chốt mã B50, em bán 28.000 đồng. Chị Dương Lý có. Chị Vân ép tay em chốt đơn của B50. Chị Lý Trần em chốt đơn của B50. Lên mã là B50 và kèm số điện thoại cho em 28.000 đồng. 28.000 đồng của B50. Chị nào lấy B50 chốt của em là B50 nha. Chị Linh Dương em chốt đơn ạ. Chị Trần Lụ em chốt đơn ạ. Áo khoác màu hồng đằng sau ạ. Áo khoác màu hồng đằng sau là 138 chị ạ. 138 ạ. Chị Vi Du em chốt đơn ạ. Chị Hùng Nguyễn em chốt đơn ạ. B50 và kèm số điện thoại cho em. Áo bộ 3 chi tiết nhà mình là mã mấy á anh nhỉ? Bộ 3 chi tiết là em cũng để lại, em giặt hết mặc. Em để lại mặc, mặc thích lắm luôn. B30. Paka có màu khác không? Dạ Paka thì em có 3 màu chị ạ. Màu cam, mặc màu hồng và màu ấy. Em nhận được áo rồi, rẻ thật mà đẹp nữa. Em cảm ơn chị yêu. Trời ơi mọi người toàn những chị feedback này sướng lắm. Thật luôn ấy mọi người ạ. Bán hàng rẻ một tí nhưng mà các chị khi mà nhận hàng ấy, nếu như 28.000, 29.000 mà các chị mua ở những cái shop mà kiểu như nó bán hàng xưởng ấy, các chị về các chị nhận hàng, thứ nhất là không lên được form, thứ hai là chất vải xấu, thì 29.000 đồng đấy các chị không mặc một lần nào hoặc mặc một lần vứt đi thì em nói luôn, tính ra lại các chị lại thành mua rất là đắt đúng không? Nhưng 29.000 đồng của nhà em, các chị nhận hàng, các chị kiểm tra hàng cho em, hàng em bao tự tin đẹp cho các chị luôn. Mã là B29 nhá, kèm số điện thoại cho em. Đây là bộ cánh kia này. À, B50. Chị Hưng Lụa em chốt đơn, chị Phạm Chi em chốt đơn ạ. B50. Cái mồm này em cứ hay bị nhịu. B50 của em chốt đơn cho các chị yêu với mức giá của nó còn về là 28.000 đồng. Bây giờ em còn ít cái u mì kẻ này còn nhiều hay không? Bộ 3 chi tiết của em là B41 các chị nhá. Bộ 3 chi tiết của em là B41. Rồi bây giờ các chị lên cho em mã này luôn là B51 này. Mẫu này nhà mình còn nhiều không? Cũng chỉ còn nguyên của size nhỏ. Đấy, mẫu này hôm đầu là em cũng cứ đủ size. Tất cả hàng nhà em trang gần như 99% nó có size. Trừ những cái hàng nào không ở đâu nó có size thì em đành phải chịu thôi. Còn những cái hàng có size thì em đều nhập hàng có size để các chị yêu mình mặc nó lên chuẩn form. Nó lên chuẩn cân nặng của các chị thì nó sẽ đẹp hơn. Còn những cái nhà người ta cứ bán một size ấy, mọi người ạ, một size từ 40 cân đến 65 cân ấy, em nói luôn là chỉ có người mẫu mặc mới đẹp thôi. Nha, chỉ người mẫu mặc mới đẹp thôi, còn chị em mình sẽ khó mặc lắm. Nhỏ quá hoặc to quá là sẽ rất là khó mặc. Cái này các chị lên đơn cho em áo khoác vàng đằng sau có cho bạn 30 cân chị Đoàn Thị Hạnh. B51 đúng không? B51 vải của nó toàn bộ là vải u mì, không co không nhăn, vải này mặc rất là mát hộ em nhá. B51 giúp em này. Em chốt đơn cho mọi người với mức giá 39.000 đồng. 39.000 đồng chị kèo chị Ken Đặng em chốt đơn, chị Trần Hà em chốt đơn ạ. B51 cho em này, đẹp chưa? Em bán cho các chị 39k. Đấy, mẫu này hôm đầu tiên của nhà em là nó cũng cứ S, M, L, X đủ size đến 65 cân cơ, nhưng hiện tại bây giờ em chỉ còn đến tầm 46, 47 cân thôi, size S. Các chị lên đơn là B51 để em qua mã nào. B51 và kèm số điện thoại cho em. Rồi ok chị gái Hoàn Lê em chốt đơn ạ. B59 á, B59 em đã lên đâu nhỉ? B49 chứ chị Linh Khánh, B50 chị Bùi Dung, Bùi Thùy Dung.
B51 cho em, nếu mà lấy hai cái bên em lấy hai kiểu kẻ khác nhau nhá. Lấy hai cái bên em sẽ lấy hai kiểu kẻ khác nhau nha các chị. Lên của em luôn là B51, chị Nguyễn Loan có, chị Hân Phạm có, B50 chị Linh Khánh hai chiếc, ok chị. B51 và kèm số điện thoại giúp em. B51 và kèm số điện thoại giúp em. Để cho em chốt đơn cho mọi người với mức giá là còn là 39.000 đồng của B51. B51 cho em 2 đến 46 47 cân, bộ lụa còn chị ạ. Đây bộ lụa đang cầm ở đây là đang đây là bộ lụa cánh tiên à. Đây là bộ lụa cánh tiên à. Đây là bộ lụa cánh tiên này, đẹp chưa? Các chị có thích mẫu này không? Để em lên. B51 cho chị Mai Đặng, B51 chị Đoàn Thị Hạnh có, B51 cho chị Vũ Lùn Vũ, ok chị yêu. B51 cho chị Dương Lý á. Nay nhận được hàng bị thiếu bộ 3 chi tiết à? Đấy, đã thanh toán rồi. Chị Nguyễn Thị Bình thanh toán hết tiền rồi nhưng mà có tính tiền nhưng mà không có hàng à chị. Nếu như thế nhà em sẽ có trách nhiệm để gửi lại hàng giả cho mình nhá. B51 cho em với ạ, 53 cao 1m60 chắc mặc được đấy chị Nhi Dinh. B51 cho chị Thu Phương, cái quần này thật ra của em nó là vải u mì, nó có độ giãn của nó này. Đấy, thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Mã là B51 cho em. Chị nào vừa hỏi lại cái chống nắng ấy, anh vào đây anh cầm lại em cái chống nắng với nào. Lên tiếp cho các chị B52 này. B51 cho chị Mai Lê. Thế chị báo bên em chưa? Chị Nguyễn Thị Bình báo lại bên mình chưa? Chị ơi báo lại bên em để bên em gửi giá cho chị chưa? B51 cho chị Hoàng Vi. Chiếc quá toàn size nhỏ, mẫu này thật ra là mấy hôm nữa em mới về thêm. Hàng này thì em đang hết. Cái mẫu này em bán từ hôm mùng 7 Tết rồi. B51 cho em, chị Thu Phương hai cái, chị Nguyễn Bình ok, chị Nhi Dinh em chốt đơn. 50 cân không vừa rồi chị ơi, B51 cho em. Kèm số điện thoại em chốt đơn hàng nhá. Chị nào lấy B51 lên mã là B51, chị nào cho em xin lại cái mã này đi. Xin lại cái mã áo chống nắng này đi. B51 và kèm số điện thoại cho em. Cho em xin lại mã chống nắng này đi. Có thấy chị Nhi Dinh, em chốt đơn cho chị rồi. À, inbox cho bên em rồi mà không thấy trả lời à. Ngày mai bên em inbox lại nha chị. Nói chung là mọi người cứ yên tâm. Tại vì ngày nào em cũng lên like cho các chị ít nhất là một lần. Chứ có những ngày em like hai lần. Như ngày hôm nay là em like được cho các chị yêu nhà mình là hai lần một ngày. Thế nên là ví dụ như có vấn đề gì nè. Thứ nhất nhá, là hàng bên em thiếu, nếu như còn bưu tá ở đấy em có thể là trừ tiền cho các chị luôn. Để chờ thứ hai là bưu tá đã về rồi thì bên các chị vui lòng chụp cái bill cho bên em. Để bên em gì ạ? Bên em biết là mình thiếu cái mã sản phẩm nào, bên em sẽ gửi bù cho các chị cái mã sản phẩm đấy nhá. Pasta còn màu cam không? Dạ còn màu cam chị ạ. Pasta của em là B4 mấy đấy nhỉ? Pasta của em là B40, anh treo cho em cái 1X lên, em cái này nó vào móc lại to quá để treo lên kia. À, sao lâu về với em, lên số điện thoại đi. Trưa nay đặt hàng gửi bù, ok chị. Thế thì đặt hàng xong rồi nhắc nhà em để em gửi bù cho các chị nhá. Nói chung là bên em ví dụ như không vừa là 1 này, hàng lỗi là 2 này. Ví dụ như em mà chẳng may gửi vào cho chị nào mà có hàng lỗi nhá. Em mà gửi may hàng nào cho chị nào lỗi đây này, như chị hôm nọ này. Nói một câu thôi là em giận luôn đấy các chị. Em trang à, em bán hàng có tâm ghê gớm. Em ơi các chị ơi, bây giờ lỗi. Chị hôm đấy ôm cái lô là 61 cái áo phông. Bị lỗi một cái. Đây ạ. Nói chung là đừng nói như thế các chị ạ. Em nói thật đấy. Bây giờ nhà em ví dụ như trường hợp như là các chị báo lại bên em xong bên em không xử lý thì các chị đang nói câu đấy. Còn khi mà bên em mà các chị chưa báo lại mà các chị nói câu đấy, em nói luôn này. Em yêu cầu là hoàn tất cả cái đơn đấy lại cho em. Em bảo là gửi tất cả lại đây để em giả hết lại tiền, em không cần báo cho chị luôn. Lãi được bao nhiêu tiền đâu mà xỉ nhà em á, ưu tiên ghê gớm luôn. Chị cái Facebook, cái Zalo của chị Diệp Anh ấy. Chào shop ạ, hôm nay mới được thấy shop mình ạ. Em cảm ơn chị Bùi Thanh Thảo nhá. Hôm cái Zalo của chị Diệp Anh ấy, nhớ. Nói chung là khi mà các chị có vấn đề gì ấy, trừ khi bên em không giả xử lý, các chị hãy nói những câu như thế nhá. Còn nói những cái câu như thế, em nói thật luôn, cái tính của em á, thật lắm luôn. Em bảo luôn là chị gửi lại đi, em bán lại, em giả lại tiền cho chị, em bán cho người khác. Chứ còn nếu như mà lỗi thì ai muốn như thế đâu các chị. Lỗi nhiều khi là ở trong túi bóng nó như thế. Bọn em có muốn gửi lỗi đi cho các chị xong gửi về đổi trả cho các chị đâu. Đúng không mọi người? Trang ơi hôm bữa gọi chốt đơn cho em kêu chốt đơn chuyển khoản gửi Mac á. Thế là chị Hạnh Cao. Sao em ở Tuyên Quang chị ạ? Bây giờ các chị lên mã này cho em này. 349.000, mã này là B4 mấy? Quên rồi. Mải nói chuyện quên rồi. Không, áo chống nắng mà. Chống nắng của em là 43. Áo chống nắng 2 lớp. Nhưng mà chỉ còn size S nha chị nha. Lên cho em là B43, em xin phép mặc một màu thôi. B43 cho em ạ, toàn bộ hàng của nó là hàng 2 lớp, may rất là đẹp luôn. Chợ không hề bị co cái áo lên đâu nhá. B43 cho em ạ, em chốt tặng các chị với mức giá 49.000 đồng. Chị nào từ 38 cân đến tầm khoảng là 46 cân đổ về. B43 cho em. Được chưa? Em chốt thanh lý cho các chị 49.000 đồng.
49.000 đồng của B43. Đây ạ, em có B43 của màu ghi này. Không không co, không nhăn nhá, không nhão vải đâu. Chất của nó là chất thông hơi kim cương. B43 của màu hồng ạ. B43 của màu tím than này. Vừa nãy em mặc đủ màu đấy. Tí nữa chị nào muốn xem lại thì các chị xem lại cho em. B43 màu tím than cho em này. Và B43 màu này của em là màu tím. Lên đơn của em luôn là B43. Chị thích em bán đồ nhiệt tình. Đúng rồi các chị. Nói chung là em thì cũng đặt tâm lý nhà em ấy, đặt tâm lý vào mình là người mua hàng thôi. Tự dưng mình mua hàng về, mình bỏ tiền ra xong mình bị lỗi thì tất nhiên là mình phải buồn rồi, đúng không các chị? Tất nhiên là mình phải chán rồi. Nhưng mà em đặt vào tâm lý các chị thì các chị phải đặt vào tâm lý em là gì ạ? Shop người ta có muốn như thế không? Bởi vì bên em khi mà hàng lỗi này, hàng không vừa, nhà em hỗ trợ đổi trả hoàn toàn đó các chị. Nhà em trả ship cho mọi người, đúng không? Thế nên là cái vấn đề đấy không ai muốn cả. Tự dưng bây giờ em gửi cái hàng lỗi đi cho các chị, xong các chị gửi về đổi, tự dưng em mất mấy chục nghìn tiền ship. Em không có bị dồ đâu, em không có tự nhiên em thích như thế đâu. Đấy, nên là khi mà nó không, chẳng may nhá, trường hợp lỗi chiếc thì nó ít thôi, nhưng mà chẳng may nó bị lỗi hoặc là nó bị nhầm sai thì các chị vui lòng cứ gửi lại hàng, ghi tên, ghi số điện thoại các chị vào. Nhân viên nhà em mà nhận được hàng 2 ngày là nhân viên nhà em gọi điện cái đơn đổi trả một lần. Đấy, thì nhân viên em sẽ gọi điện lại các chị, muốn mua hàng tiếp cũng được, không muốn mua hàng tiếp em bắn lại tiền đó các chị, không thiếu 1.000 đồng nào luôn. Nên là cái chị chưa kịp chụp cho em một lèo vào Zalo xong bắt đầu nói em là bán hàng có tâm ghê gớm, em bán hàng có tâm ghê gớm ấy. Ôi giời ơi, cái dơn của em nó cũng kiểu là điên máu lên đấy các chị. Hiền lắm, bình thường thì em cũng hiền thôi, cũng rất là ít khi cáu, nhưng mà cái kiểu nói em như thế là em không thể chấp nhận được. Không biết là cái hôm đấy Facebook của bà này là cái gì nhỉ, Zalo của cái bà này là cái gì nhỉ? Hôm đấy kệ, như em còn hủy luôn bạn bè luôn, bảo gửi lại hàng em hủy luôn bạn bè mà. Nên là mọi người, nếu như chị nào mà lỗi với các thứ thì các chị cứ gửi lại bên em đổi hàng cho mình nhá. Rồi chị Nguyễn Bình em chốt đơn, chị Lê Kim Chi em chốt đơn ạ. B43 em chốt cho chị Nguyễn Hương ạ, chị Lý Trần có, chị Bông Bé có, em chốt đơn này. B43 49.000 đồng 50 cân em không có sai. Chị nào mặc size M cho đến size XL, 2XL ấy, các chị cho em lỡ mã này đến tầm khoảng 2 tuần nữa nhá. Nhưng mà khi mà em về ấy, em về size M cho đến size 2XL ấy thì cái giá của nó chắc là phải chênh lên đến tầm 20.000 một cái nhá. Thì em phải bán giá tầm 69-70.000 như mọi năm nhá các chị nhá, chứ không bán được 49.000 đồng đâu. 49.000 đồng đây là nguyên của size S thôi mọi người nhá. Lên của em là B43 và kèm số điện thoại giúp em. Được chưa? Em chốt đơn cho chị xén xe này, em chốt đơn cho chị Lê Thị Kim Chi, ok chị này, chị Yến Phong em chốt đơn này, em nhận hàng đẹp lắm ạ. Người ship người ship hàng xin địa chỉ shop nha. Em cảm ơn chị yêu. B43 shop em ở Tuyên Quang các chị nhá. B43 cho chị Thanh Hương ạ. Lên của em luôn là B43. Nhà mình nhiều khi là các chị nhận hàng bóc hàng ra con các chị không vừa, nhưng hàng xóm đứng đấy thấy đẹp lại lấy luôn ấy nhỉ. Nhà mình nhiều như thế lắm nhỉ. Nhà em nhiều kiểu như thế lắm. B43 cho em ạ. Vì hàng đẹp ấy, hàng đẹp xong là mọi người lại lấy luôn. Bây giờ lên cho các chị bộ lụa tay cánh tiên này, 74 này, B4 mấy nào, đọc tiếp nào anh ơi. Em cứ chọn cái màu nào nó gọi là sặc sỡ em mặc. Mở màu tím và ok chị. Chị ơi, ngày mai nhà em gọi điện sốt chốt đơn xin chiều cao ấy. Nhà em trang xử lý đơn hàng sòng phẳng và chuyển đổi trả ok lắm. Không thấy à, không ai có tâm như nhà em đâu. Nói chung là để mà nói ấy, về cái vấn đề đổi trả nhá, em khẳng định một điều ấy. Em khẳng định một điều là ít shop để mà làm được như shop nhà em. Thật sự luôn. Ít shop nha các chị nhá, chứ không phải là không có. Nhưng mà cái tỷ lệ mà để mà đổi trả tận tình như nhà em có những người ấy, người ta bắt các chị là gì ạ? Có hàng đổi về, mua hàng khác trừ sang. Không bao giờ banh tiền ạ. Còn riêng nhà em các chị bảo, thời gian này chị chưa có nhu cầu mua gì đâu em Trang ơi. Em hoan hỉ nhá, bắn tiền giả các chị không thiếu 1.000. Và em còn hỏi luôn là chị ơi, nếu như chị trả ship hết bao tiền em cộng vào luôn. Đấy, chứ em không phải là hàng, em không phải làm việc vớ vẩn đâu. Nên là các chị cứ nói cái kiểu mà ôi em không có tâm ấy, họ thì kia là em bực mình, em điên tiết lắm. Nên là những cái khách hàng mà cảm giác như là không hiểu được mình ấy, không hiểu mình như thế thì là thôi, em cũng không cần phục vụ luôn. Xem cái gì cũng muốn mua, rẻ lại đẹp. Cảm ơn tình yêu. Đây ạ, cái áo mẫu này của em là bộ cánh tiên nhá. Bộ cánh tiên đây, nó toàn bộ cánh tiên mà sao anh chị bảo em lên hai mẫu này như nào? Ừ. Thế bây giờ là nhiều mẫu nào nhất thì em lên à, hay ý anh như thế nào? Đúng luôn thật đấy. Chuẩn em có tâm xử lý đơn hàng, ai cũng không ai cũng như được em đâu. Đấy, không phải là, nói chung là có những shop vẫn nhàm như thế nhưng mà ít lắm. Tại vì nhân viên nhà em, các bạn ấy mua hàng của shop khác các em biết mà. Cái Lan nhỉ, đợt Lan nhỉ, Lan là làm đây nhỉ, mua hai quần bò về không vừa. Quần bò thì rất là khó,
Thế nên là ít khi em bán quần bò lắm. Và thường em bán quần bò thì phải có độ giãn nhiều. Và quần bò bè dáng bé ghi thì em hay bán thôi. Nhân viên nhà em mua hai quần bò chả biết gửi shop nào ấy. Đến lúc không vừa gọi là, đến lúc là đơn nhận hàng về gọi lại nó không biết à, đi shop đấy hay là mua vào shop chạy quảng cáo hay như nào như thế chứ nhỉ. Thấy nhân viên nhà em bảo thôi chết rồi, em gửi hai cái quần bò về, bây giờ bưu tá lên kiểm tra thì báo phát thành công rồi, nhưng mà shop bảo không biết, không có nhận được đơn nào cả, không nhận được đơn nào đổi trả. Đây, bộ này của em thì hiện tại đang còn size gì? Đây là em đang mặc L. Bộ này của em thì hiện tại đang còn chốt đến 60 cân thôi nhỉ? À, lên bộ đi ạ. Cái này của em là có cả đùi cả cọc nhá, cả đùi cả cọc, nhưng mà em bán hết là 74.000 đồng. Được chưa ạ? À, nhiều shop gọi lại họ còn tò tí te luôn. Cái này mọi người lên mã này cho em luôn là mã B bao nhiêu? B52 cho em màu vàng này, B52 màu vàng hồng này. B52 đây có size XL nữa này. B52 em cứ chốt đến 60 cân đi mọi người. 45 đến 60 cân nhá. Lên đơn của em luôn là B52. À đây của em là size 2X anh ơi. B52 có size đến 2X thì là đến 65 cân đấy. Đâu? B52 thôi cứ chốt 62 cân thôi nhỉ. Tại vì cái quần này, cái bộ này mặc rộng một tí cho nó thoải mái. Bộ này nó là vải lụa nhá, không phải lanh. Có cả đùi cả lửng. B52 62 cân à? 45 cân đến 60 62 cân chốt hộ em B52, em bán nốt các chị yêu với mức giá là còn, giá của nó sẽ còn là 74.000 đồng. Các chị chọn màu thoải mái hộ em nhé. B52 màu vàng này, màu đỏ cho em này, màu đen này. Cái này của em là chất lụa nhá, màu này của em là chấm bi hồng. Chấm bi hồng của B52. Cái này B52 của em có màu Mickey này, Mickey cam này. Đây là bộ tay cánh tiên, chọn màu thoải mái cho em. Chuẩn đó em cũng thiếu. Em cũng thiếu, điện thoại shop cũng bảo bù hoặc chuyển khoản. Chưa có shop nào hôm nay chuẩn hàng đẹp rẻ nữa. Em cảm ơn chị Tuấn Anh Phạm. B52 cho chị Linh Lê. Hôm mua hàng nhà chị chưa bao giờ phải, lần nào cũng đẹp. Em cảm ơn chị Hồng Thương. B52 cho em ạ. Chị Trần Trần Nga ok, chỉ chuột vàng luôn này. Em có chuột vàng này, chuột cam à. Mickey. Đây là Mickey nha mọi người. Mọi người lên đơn là B52 cho em. Đây chị B52 44 cân dạ ok chị gái thơm Lê Thị này. B52 màu Mickey đẹp này. B52 em thử mặc cái màu Mickey đỏ nhá. Em cứ hay mặc những cái màu nó rực rỡ thôi các chị ạ. Lên đơn của em luôn là B52 kèm số điện thoại. Em bán các chị là 74 nhá. B52 dạ ok chị Khánh Hồng, chị Vương Huyền này. À, đùi mới lửng em chốt tất một giá như thế. Chị nào lấy bộ đùi lấy bộ lửng thì lấy. Em cứ làm cả đùi cả lửng nha các chị. Chị nào thích lửng thì lấy, mà chị nào thích đùi thì lấy nhá. Lên hộ em. B52 và kèm số điện thoại cho em. B52 và kèm số điện thoại giúp em. Đấy chưa, chị Khương Huyền ok. Lên Phong Nam đi. Dạ, đợi em một tí đây. Lên Phong Nam cho mọi người. B52 giúp em. Đấy chưa, em bán cho mọi người. Đẹp nhỉ, cái bộ Mickey đẹp quá. B52, 74.000 ạ. Chất lụa nhá. Cái này của em nó là chất lụa đấy ạ. Lụa Hàn Châu ấy ạ. Ừ, cắm cho em cái sạc đi nha. B52, kèm số điện thoại giúp em. Rồi ok, chị Vũ Bích Thảo em chốt đơn của B52 này. Chị Tô Phương em chốt đơn của B52. Lên mã nhá, B52 màu Mickey đỏ, Mickey vàng. Màu này của em là Mickey cam này. Cho em xin cái sạc đã. Màu này của em sang là màu Mickey cam. B52 kèm số điện thoại giúp em. B52 màu này của em là chấm bi. Chấm bi này của em là chấm bi hồng. Chấm bi hồng nha các chị nhá. Chấm bi hồng này. Trở lên của em luôn là B52. Màu này của em là màu chấm bi đen. Màu này của em là chấm bi đen của B52 này. Có size nha các chị nhá. Không phải hàng free size đâu. Cái bộ này của em là chấm bi đỏ. Đấy ạ. Lên của em là mã B52 và kèm số điện thoại cho em. B52 và kèm số điện thoại. Cái bộ hình người lém bóng còn không? B52 cho em chấm bi vàng. Lên mã của em luôn, cho em xin ít hàng nam đi. Bộ hè bé đi à. B52 kèm số điện thoại. Cái bộ cái gì nhỉ, pyjama của bé còn không? B52 cho chị Nguyễn Thị Bình ok. Chị Tuyết Mai Nguyễn em chốt đơn ạ. À, em ơi, chị thích hàng có tay á. À, cái mẫu này của em nó là tay cánh tiên này. Tay cánh tiên. B52 cho chị Lý Trần. Lên mã của em là B52 và kèm số điện thoại cho em. Đây không nam hàng của hàng cá sấu này. Hàng cá sấu hàng đẹp luôn này. Nhưng mà mỗi tội là mỗi mẫu nó chỉ còn một size thôi sao. Các chị nhá. Hàng nam cá sấu cái chất của nó mềm, thấm hút mồ hôi siêu tốt luôn. B52 cho chị Nguyễn Xuân, cho chị Bùi Thị Hoa, Bùi Thị Thanh Hoa. Đây các chị ơi nhìn cho em với này. Đây là mác hãng của nó này mọi người này. Đây ạ, toàn hàng hãng thanh lý thôi ạ. Đây là mác size. Mọi người nhá, mọi người sẽ lên mã này cho em luôn là B53. Không ạ, em chỉ có size M trở lên thôi. B53 của em màu tím than, đọc size của em với nào. Quên mất rồi, lâu lâu không bán mã này. 50-60 cân á, màu tím than á.
Màu tím than, màu tím than bây giờ chỉ còn size từ 50 cân đến size 60 cân. Các chị ơi nghe rõ size hộ em với, tại vì hàng này nhà em cũng chỉ có hôm đầu tiên là em có đủ size là từ hôm mùng 7 rồi. Còn hiện tại đến bây giờ em chỉ còn lẻ size thôi. Lên cho em mã này là B53. Em bán hết cho mọi người 58.000 đồng một áo. Chất của nó là chất cá sấu mềm nhá. Hàng đẹp rồi, chất cá sấu này thì nhiều anh là chỉ thích mặc hàng này thôi. Nhưng mà những cái hàng nhái của nó, chất của nó rất là cứng. Được chưa, lên cho em mã này luôn là B53. Màu tím than là size từ 50 cân đến 60 cân. Rồi ok chị Vi Du. B53 màu tím than là từ 50 đến 60 cân. Màu đen này từ 70 đến... Màu đen này có size từ 70 đến... À 60 đến 70 cân nhỉ? Màu đen nó lại nhảy size từ 60 cân đến 70 cân. Đây ạ, các anh thích là cài cúc mấy cúc thì cài. Lên cho em mã này luôn là B53. Các chị nghe size xong nghe đọc màu luôn. Chờ em Trang lên đồ hè bé trai á. Cho em xin cái quần gió 3D là bán 100.000 năm cái đi này. B53 màu đen của em là có size từ 60 cân đến 70 cân. 60 cân đến size 70 cân nhá, B53. Để chặn 58.000 đồng. B52 giá của em là 74 nhá chị nhá. Bộ em mặc còn, em đang like, em vừa like xong đấy. B53, đây 70 cân có màu đen này là có size từ 60 đến 70 cân, màu trắng này. Màu trắng cũng chỉ còn 60 đến 75 phải không? Màu trắng này còn size từ 60 cân đến 75 cân. Mỗi màu nó còn một size. Dạ, em bán là 58.000 đồng. B53 kèm số điện thoại giúp em. Đây là màu trắng, có size từ 60 cân đến 75 cân. B53 màu đen cho chị Lê Ngân. B53 chị Phương Hoa. B53 cho chị đi qua mùa hạ. Lên hộ em luôn là B53 có nha chị Hà Khánh Nhi. Đợi em một tí. B53 kèm số điện thoại giúp em. Đây ạ, đến 75 cân màu trắng. Màu trắng em có đến 75 cân. Chốt hộ em là B53. Giá 58.000 đồng. Chất nó mềm lắm các chị ạ, mềm lắm, mặc thích lắm, thấm hút mồ hôi, các anh mặc sờ. Anh nào mà chuyên mặc hàng này các chị về, các chị nhận hàng là các chị sẽ biết nha mọi người. B53 cho chị Lê Mỹ Lài, cho chị Bùi Thị Thanh Hoa. B52, B40 em chốt chị Quang Lê. Cái màu đỏ của em là còn nguyên của size S à? Màu đỏ là còn nguyên của size bao nhiêu cân đây? 45 đến 55 phải không nhỉ? 40 đến 50 cân. Màu đỏ này còn nguyên của 40 đến 50 cân nhá. Màu đỏ này em Trang còn nguyên của 40 đến 50 cân thôi, còn nguyên của size S thôi. Đẹp đẹp chắc à. Các chị lên cho em mã này luôn là B53. Khi nào bán hàng hè bé trai mình hóng á, ba lỗ à? 4 tuổi 16 kg. Mã à, đợi em mấy hôm nữa nhá. B53, ba lỗ á, em có áo rời nhiều lắm. B53 kèm số điện thoại cho em. Chợ màu đỏ là còn size từ 40 đến 50 cân, còn size S thôi các chị nhá. Giúp em mã hàng B53 nha các chị. Giá là 58.000 đồng. Em đọc lại màu này, đỏ là 40 đến 50 cân. Trắng là 60 đến 75 cân. Màu đen là 60 đến 70 cân. Còn màu tím than là 50 đến, màu tím than là size 50 đến 60 cân nhỉ? 50 đến 60 cân, chốt mã B53. Ok chị Tuyết Vân. B53 cho em ạ. Đây quần bé trai đây. Cái mẫu này thì nói chung là bán được cho các chị 5 cái quần này mới lãi có 8.000 thôi. 5 cái quần này em mới lãi có 8.000 đồng thôi này. Em bán các chị 99.000 đồng 5 quần. Đọc size của em với, xem bây giờ còn size gì. Quần này của em này, cái chun này mặc đảm bảo các con mặc không bao giờ bị vặn chun nhá. Không bao giờ bị vặn chun. Được chưa? Cái này là có size. Đẹp lắm, túi của nó đây này, hàng may hai cái khóa này, hai cái khóa mất bố 20.000 rồi, 10.000 một cái khóa. Được chưa? Túi đi có khóa luôn. Các con cho em mã này luôn này, em còn size từ 16 cân đến 26 cân nhỉ? Thôi, bình thường em chốt đến 36 cân ấy, thôi bây giờ hôm nay em cứ chốt đến 26 cân thôi. Mua cho các con mặc ở nhà, mặc đi ngủ, mặc đi chơi. Nói chung là cái hàng này mặc vừa nhẹ, vừa mát. Cái này là chất lò của nó là chất gió lụa nhá. Chứ không phải là cái chất gió mà cứng soạt soạt ni lông đâu. Chất gió lụa này các chị này. Đấy, mềm, nhẹ. Em bán cho các chị yêu với mức giá của nó sẽ còn là 99.000 đồng 5 cái của B54. B53 chị Lê Thị Mỹ Nga, lâu lắm mới thấy chị này. B54 phải không? Size 18 này. Size em chốt đến 26 cân được không? Đến 30 cân, nhưng mà em chốt combo á. Chốt đến 26 thôi. Có những cái size to hơn nhưng mà thôi cứ chốt đến 26 cân thôi mọi người. B53, à 54 à? B54 cho em ạ, 99.000 đồng 5 cái á. 99.000 đồng em tặng các bé luôn 5 cái. Để cho ạ, 16 đến 26 cân ạ, shop em ở Tuyên Quang. Chất liệu của nó là gió lụa nhá, B54. Đẹp lắm, kèm số điện thoại cho em. B53 rồi, ok chị Phượng Lăng. B54 và kèm số điện thoại cho em. B53 hai chiếc cho em chốt chị Hằng Tiên này. Cái mã này ấy, hàng này tầm này thì cần thiết em mới bán thôi, chứ còn hàng này bình thường em toàn để nhà dùng. Với các bạn sỉ đến lấy thì lấy thôi.
chứ cũng ít khi em like lắm ạ. Rồi ok, chị Nguyễn mang em chốt đơn, chị Kim Dung em chốt đơn ạ. B54 kèm số điện thoại cho em. B54 kèm số điện thoại cho em. Cái hàng này vô vàng nhà bán, vô vàng nhà sản xuất nha các chị nhé. Em bán này 46.000 đồng 5 hộp. 46.000 đồng 5 hộp, 99.000 5 cái. Chị Lê Phạm lên là B54, chị Kim Dung ok, chị Ngà Bùi ok, em chốt đơn B54. Chị nào lấy B54 lên mã của em luôn là B54 và kèm số điện thoại cho em. Em bảo là cái hàng này vô vàng nhà bán, nhưng mà nhà em chỉ bán hàng của đây thôi ạ. Này, ít nhất là phải có đi công ty sản xuất, địa chỉ sản xuất rõ ràng nha mọi người nhá. Đấy, lên cho em mã này luôn là mã B55. Cho chị Tô Phương ok, chị Nắng Mới ok, em chốt đơn chị Tuyết Vân, em chốt đơn chị Phạm Chi, em chốt đơn ạ. Ngày mai nhớ chú ý điện thoại cho em. Lên cho em mã hàng này luôn. Anh Phạm có phải chưa? Chưa à? Bây giờ đến bao nhiêu đơn rồi? Mã này các chị lên đơn cho em luôn này. Mã này mọi người comment hộ em luôn này. Ngày mai khá là nhiều đơn nên mọi người chú ý điện thoại giúp em với nhá. Lên cho em mã này luôn là B55 đúng không? Dạ em chào chị Hồ Hồng Ánh. À em chào chị Ngô Hồ Ngọc Ánh. B54 chị Dương Hoa Trần. Hàng này của em thì bây giờ nó hôm nay về nguyên màu gì anh? Nguyên màu trắng à? Tất cả hàng này của em nó là hàng KF94. Hàng 4 lớp cho em. Riêng cái hàng của nó tất cả là hàng bông ép bên trong nhá. Các chị yên tâm đeo. Tất cả hàng to như này, kín toàn bộ khuôn mặt luôn. Chợ kín toàn bộ khuôn mặt luôn. Và lưu ý cho em không bao giờ có cái lông nào tròi ra ngoài. Chợ không bao giờ có cái bông nào tròi ra ngoài cho các chị, để nó dính vào mồm và mép mọi người. Lên hộ em mã hàng này luôn, 46.000 đồng 5 bịch. Và mỗi một bịch của em là 10 cái. Tính ra 46.000 các chị được 50 cái. Được chưa? 46.000 đồng các chị được 50 cái. Lên mã hàng cho em luôn là mã gì nhỉ? B55 đúng không? Chị Loan Nguyễn em chốt đơn ạ. 46.000 đồng 1 túi, 2 túi, 3 túi này. 4 túi cho em ạ. 5 túi cho em ạ. B55. Và kèm số điện thoại cho em Trang nha mọi người. Đây. B55. Và kèm số điện thoại 46.000 đồng 5 túi là B55. Chị nào lấy B55 cái này em đi kèm vào đơn thôi. Áo nam có cổ sọc nhà em hết hàng rồi chị ơi. Cái mẫu cổ sọc của hàng hãng khác đấy. Chứ còn cá sấu nào nó chuyên của cái này thôi. Cái cổ sọc của nó là hãng gì nhỉ? C gì ạ? Nói chung hãng này cũng lớn nhưng mà hết hàng rồi. B55 và kèm số điện thoại cho em. B55 và kèm số điện thoại giúp em. Đây lên tiếp à. Quần bé trai này. Mẫu này còn size gì? B55 cho chị Dương Ánh ok chị em ok, chị Hồ Ngọc Ánh em chốt đơn B54, B55 cho chị Thúy Cúc lên mã là B55 kèm số điện thoại cho em. B55 và kèm số điện thoại giúp em. Em bán cho các chị yêu nhà mình với mức giá là 46.000 đồng 5 túi nhá. B55 cho chị Thu Trần ạ. Giấy quận lốc còn không em? Em còn chị. Ôi giời ơi, hôm nay em vừa về một khoang của một công nhá các chị. Vừa về một khoang tức là em không có lấy hết cả công, thật sự như thế. Nhưng mà nhà phân phối ở trên này họ lấy. Em bán đỉnh luôn rồi. Nhà phân phối ở tỉnh này nó lấy. Em ké vào một khoang. Cái này mọi người lên cho em mã này là giấy vệ sinh ạ. Kèm số điện thoại cho em ạ. Cái giấy của nhà em đảm bảo luôn các chị là dùng nó siêu dai nhá. Siêu trắng luôn ạ. Trang ơi lúc chiều chốt đơn ạ. Dạ chốt đơn được chị. Tức là nhà em like buổi chiều để cho các chị gộp đơn vào buổi tối này đấy. Ngày mai nhà em mới gọi mà. Lên hộ em mã này luôn là giấy vệ sinh và kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Nguyễn Xuân em chốt đơn, chị Thêm Trần em chốt đơn ạ. Lên bộ lụa 39 á, bộ lụa 39 em like đầu like rồi chị ơi. Mã B36 hay sao á? B36. Nhưng mà nhà em không biết còn hàng đấy, mai em hỏi dưới kho xem còn không đã. Lên cho em mã này luôn này, mã này của em là giấy vệ sinh. Ở ngoài người ta bán 55.000 trở lên. Còn hôm nọ ai bảo mua 70.000 nhỉ? Hàng này bên ngoài thị trường bán đầy, siêu thị tạp hóa bán đầy nhá. Nhưng mà cái hàng Hà Thu này em đố chị nào tìm được nhà online nào khác ngoài nhà em bán. Đúng không ạ? Nhà người ta toàn bán giấy gì ạ? Toàn bán những cái giấy khác thôi. Các chị nha, hàng này thì đi ngoài thị trường nó vào thị trường lâu lắm rồi chứ không phải bây giờ bán sản xuất để bán online đâu. Lên hộ em là giấy vệ sinh và kèm số điện thoại cho em. Bộ hoa nhí 88.000 còn không Trang. Lên giúp em luôn bộ hoa nhí 88.000. Là mã nào nhỉ? Lên hộ em là giấy vệ sinh nha các chị yêu nhá. Cộng số điện thoại cho em. Mức giá em sale trên live cho mọi người là 99.000 đồng 3 bịch. Thì tính ra các chị được mua với mức giá có 33.000 đồng một bịch thôi. B55 cho chị Yến Nguyễn. Áo phông nam cổ sọc 68 cân còn không em? À còn. Giấy rút nhà em hết hàng. B55 và kèm số điện thoại giúp em. Bây giờ đang bảo lên. À đây lên cái quần này còn cái size gì nhỉ? B36 ok chị Ngà Bùi. Cái mã này mọi người lên cho em luôn, em còn size gì anh? 18 cân.
đến 28 cân nữa thôi, hết size to rồi. Mẫu này hôm trước em like cách đây tầm 2 3 hôm ấy. Mẫu này hôm trước em like cách đây tầm 2 3 hôm của nó là size từ 18 cân đến 45 cân ấy. Bây giờ em chỉ còn size từ 18 cân đến 28 cân thôi. Giấy vệ sinh ok chị Yến Phong. Lên cho em mã này luôn là B56 này, đẹp chưa? B56 cho em ạ. Hàng của em là chất u mì nhá. Mẫu này toàn bộ của nó là mẫu túi hộp, đẹp lắm. Mã này cả nhà cùng lên đơn. Riêng mẫu này này, em đảm bảo luôn bé trai nhà các chị nhá, 10 bé thì đảm bảo cả 10 bé thích mẫu này. Nhiều khi là các con có những bé không bao giờ mặc quần bò, bởi vì các con thích mặc cái quần này, nó là chất u mì, nó mềm. Nó mềm, nó co giãn nha các chị nhá. Mẫu này của em nó là mẫu túi hộp này. Đấy, mẫu hip hop túi hộp bé nào cũng thích. Mã này lên đơn cho em luôn. Chị Yến Nguyễn em chốt đơn rồi, chị đi qua mùa hạ em chốt đơn ạ. Nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. B56 cho em. B56 em chốt đơn cho các chị với mức giá là còn 67.000 đồng một quần. Rẻ như một con quần đùi chưa ạ? B56 hộ em với ạ, kèm số điện thoại cho em này. B56 và kèm số điện thoại cho em 67.000, size từ 17 18 cân cho đến 28 cân nữa thôi. Lấy hai cái bên em lấy hai hình cho nhá. 28 cân đổ về rất đẹp luôn. Lên cho em mã hàng là B57 đúng không? Giấy vệ sinh cho chị Thiên Trần, chị Tô Phương B56. Chị ơi còn quần bé gái không? Em còn, cho em quần bé gái đi ngơi. B56 kèm số điện thoại cho em này. B56 giấy vệ sinh cho chị Ngà Bùi, giấy vệ sinh chị nào đã dùng nhà em rồi nhá. Hết ấy. Các chị ơi nếu như mà các chị dùng giấy vệ sinh hết ấy, nhiều khi nhà em không có like giấy vệ sinh mấy đâu. Đấy, thật sự luôn là nhiều khi nhà em không like giấy vệ sinh mấy đâu, bởi vì là cứ các chị hết, các chị gần như các chị toàn nhắn tin về bên em lấy thôi. Ship toàn quốc của em, bên em là 30.000 một đơn hàng nhá. Ship toàn quốc của bên em là 30.000 một đơn hàng. Lên cho em là B57 giúp em ạ. À B56, chị Phương Hoa có B56, chị Kim Dung ơi lên là B56 em với đi. Dạ ok chị Lý Trần em chốt đơn ạ, quần đùi bé trai còn không ạ? Chả nhớ. Các chị ơi lên cho mã này luôn là B56 nhá. Phong nữ còn nhiều lắm, còn nhiều mã phong lắm luôn. B56 cho chị Nguyễn Thị Ngân Hà. Ok chị Ngân Hà em chốt đơn ạ. Chị Hà Phạm em chốt đơn của B56 này. Anh ơi cho em xin cái phong chuột vào đây nè. B56 và kèm số điện thoại cho em. Mã là B56 nhá mọi người. B56 cho em. Em chốt đơn cho các chị yêu mình với mức giá của nó còn về là còn 67.000. Đây cái bộ này của em nó là hàng free size này. Đấy, mẫu nào có size em đọc có size. Mẫu nào em đọc free size là free size nhá. Mẫu này chả ở đâu nó có size nên em phải đánh chị. Mã này nó kiểu may theo cái kiểu của nó là phong xuông. Được chưa ạ? May theo cái kiểu của nó là phong xuông. Cho em xin mẫu áo chuột mẹ áo đá vào đây đi. Cái này các chị lên đơn cho em mã luôn là B57. Bộ này của em là 40 cân nhá. Màu mẫu này màu nào còn nhỉ anh nhỉ? B57 cho em này. Mấy nay nhà em là nhân viên F1 nghỉ hết nên là cũng khá là vất vả luôn. Chả có ai gấp hàng buổi sáng này. B57 em còn bộ này. Được chưa? Bộ này của em là chốt từ 45 cân đến 65 cân. Form này nó là form suông, may rộng rộng free size. B57 cho em. Ok chị Phượng mang em chốt đơn của B64. Lên à B54, lên cho em mã này luôn là B57. Một cái áo này bán không các chị đã bao tiền rồi. Thật đẹp lắm, cái chất này xù nhá, em nhận về cho các chị. Được chưa? Riêng cái chất này mà xù lông em nhận về cho các chị. Lên cho em mã này luôn là B57, giấy vệ sinh cho chị Như Tin. Ok chị yêu này. Lên hộ em mã này luôn là mã B57 đúng không anh? B57 cho em. Chọn màu, chọn size thoải mái. Được chưa? Cái form quần của nó không hề bị cộc một tí nào nhé. Đấy, em mặc nó dài hơn hai cái quần bên trong luôn. 65 cân đổ về cho em. 45 đến 65 cân. Các chị lên cho em mã này luôn là B57. Em bán 75.000 đồng cả bộ nhé. 75.000 đồng cả bộ B57. Các chị chọn màu thoải mái cho em. Em đang mặc trên người là màu ghi này. Em đang đây là màu sữa này. B57 màu sữa này. B57 em có màu trắng này. Được chưa? Lên hộ em là B57. Kèm số điện thoại cho em. Quần đùi u mì. Còn nữa không à? Còn chị. B57 cho em màu này là màu trắng á. Lên hộ em mã hàng B57. Em chốt nhanh các chị 75.000 đồng. Em đã bảo rồi ạ, không có cái bình thường các chị mua không cái áo này đã trên 100.000 rồi. Áo phông dáng rộng mọi người mặc rời được mà. Màu này của em là B57 màu đen. Lấy hai bộ comment hai bộ hộ em 75.000 nhá. Lên hộ em là B57 kèm màu. Chưa B57 em có màu đen này. Ok chưa? Em có B57 của màu sữa này. Em có B57 của màu trắng này. Chưa? Em có B57 của màu ghi này và em trang có B57 của màu cốm này. B56 chị Nguyễn Luyến ok chị. B57 kèm số điện thoại cho em. Dài lam à ok chị. B57 màu này của em là màu cốm này. Mã của em là B57 nhá. B57 màu này của em màu tím than. À màu tím. Full màu luôn các chị ạ.
Full màu đẹp quá, lên hộ em luôn là B57 kèm màu. Em bán các chị yêu với mức giá của nó là còn 75.000 đồng. Quần túi có không? Có. À không có, không có túi á. B57 nhá. Kèm số điện thoại cho em, đẹp lắm. B57 cho chị Phương Hoa, một đen một ghi. B57 nhá các chị nhá, em đọc lại màu rồi qua mã luôn này. Màu tím cho em này, tím này. Màu xanh cốm này. Chứ màu này của em là màu trắng này. Màu này của em là màu sữa này. Màu đen này và màu ghi của B57. Giấy vệ sinh ok, em chốt cho chị Huệ Kim. Ngày mai nhớ chú điện thoại cho em. B57 kèm số điện thoại giúp em. B57 kèm số điện thoại giúp em. Ô em chưa thay quần của em à? Quần em đâu nhỉ? Cái quần ấy là B57 kèm số điện thoại cho em. B57 nha các chị nhá. B49 dồn đơn cho chị Nam Ốc. Áo khoác đằng sau bao nhiêu tiền? Chị Út Linh Hồ ấy, áo đằng sau của em là B40, chống nắng của bé em còn đấy. B40 chị ạ. Áo khoác đằng sau của em là B40. Mức giá em sale cho các chị yêu là 138. Mức giá em sale các chị là 138. Mức giá sale là 138 nha mọi người. Lên mã của em là B57 đi. B57 màu tím với chị Vi Du. B57 chị Đăng Huynh. Lên của em là B57 kèm số điện thoại này. Lên tiếp cho các chị B58. Dạ. Ship toàn quốc là 30.000, em trả lời cái mẫu câu đấy thôi. Lên tiếp với chị B58. Mẫu áo đá này hiện tại ấy, em chỉ còn một màu thôi. Hàng đẹp lắm, cái này của em nó cũng là dáng suông free size này, dáng suông, không phải dáng ôm các chị nhá, chất đẹp lắm ấy, thấm hút mồ hôi siêu tốt, mềm. Đấy chưa? Xoa lên mặt đây này, các chị này, nó không có một cái gợn vải nào luôn. Không bao giờ xù lông luôn ạ. B57 ok chị Nguyễn Thế, em lên đơn các chị tiếp tục B58. Em còn nguyên của màu hồng thôi. B58 bây giờ em còn nguyên của màu hồng nhưng mà nó sẽ có hai hình đá. Ngày mai chị yêu nào lấy hình nào thì lấy. 59.000 đồng. 59.000 đồng của B58. Đây ạ, lên đơn cho các chị B58 65 cân đổ về nhá. Mẫu này nó là dáng suông, chốt từ 40 cân cũng mặc được rồi, đến 65 cân. B57 cho chị Lý Trần. B40 bao nhiêu tiền? B40 của em là 138.000. Chị yêu nào chốt mã này lên đơn cho em luôn à. Nên áo chống nắng bé nhưng mà chống nắng bé size nhỏ lắm chị. Chống nắng bé nhà mình còn rất nhiều, anh nhớ không? Rồi lên cho các chị mã này luôn là B58. Áo đá đẹp lắm ạ, em cảm ơn chị. Tí nữa em tặng một cái áo đá nhá. Lên cho em mã này luôn là B58 cho em. Đấy chứ, màu này của em là màu chờ neo này. Hình đá này, cái hình chuột. Chị nào lấy hình nào thì lấy. Đấy chứ, lên của em luôn là B58. Em bán cho các chị với mức giá 59.000 đồng. Áo này Hot Girl người ta bán cả 99, à 199 ấy các chị. Người ta bán cả 199 ấy, cái hàng này này. Người ta bán cả 199.000 đồng đấy. Đó, lên cho em mã này luôn là B58. Phải B58 không? B58 kèm màu cho em. À B58 kèm hình. Chị nào lấy hình gì thì lấy nhá. Em bán các chị yêu với mức giá 59.000 đồng. 40 cân có 30 cân chị ạ. À B40 này có từ 25 cân đến size 42 cân. Lên mã này cho em là B58. Một thùng của em là 250. B58 kèm số điện thoại cho em. Cái quần này còn nguyên màu trắng hả? Tặng nó cho các chị 29.000. Cái quần này còn nguyên màu trắng à? Rêu còn không? Quần này của em là bây giờ chỉ còn chắc còn xanh nhỏ nhỏ thôi nhỉ? Đẹp lắm. Quần này nó mà mặc kiểu ngố ngố như này. Quần này nó mặc kiểu ngố ngố như này nhá. Xinh luôn. Quần này là quần đũi xước. Được chưa? Quần này của em là quần đũi xước. Siêu đẹp. Mỗi tội là em đang mặc cái quần cầm kềnh ở bên trong quá. Lười thay quá các chị. Cái này mọi người lên cho em mã này luôn. B58 ok chị Mỹ Lê Thị Nga. Lên. Màu rêu còn sai gì? Tất một mẫu này các chị ơi. Em lên hết một hàng này cho các chị 28.000 đồng đi. 28.000 đồng màu rêu này thì nó còn sai. Màu rêu này còn sai nhỏ à? Màu rêu còn khoảng từ 38 cân đến tầm khoảng 50 cân. 50 cân còn không màu rêu á? B58 ok chị Dương Lý. Lên cho mã này là B59 28.000. Màu rêu còn từ 40 cân đến 50 cân không? 40 đến tầm khoảng là 50 kg. Còn màu trắng cũng thế thôi đúng không? Tất cả màu rêu màu trắng này còn từ 40-50 cân thôi. Được chưa? Em bán hết 28.000. Còn cái này còn tầm mười mấy cái không? Mười mấy cái. B59 chị Nhâm Nguyễn ok chị. Dạ ok chị Lê Phạm. Lên cho em mã này luôn ạ. Áo em đang mặc là B58, giá là 59.000 đồng. B40 chị Nguyễn Tuyến. Lên cho em mã này luôn là mã B59 màu trắng với B59 màu rêu 28.000. 28.000 đồng nhá, 28.000 đồng của B59. Đấy, lên hộ em luôn là B59 và kèm số điện thoại cho em. B59 và kèm số điện thoại cho em 28.000. Lốt 28k cho mọi người.
Áo em mặc là 59.000 đồng nha chị Lê Phạm, mã hàng B58. Đây là B58 cho em, được chưa? 59.000 đồng một áo đá. Rồi bây giờ em tặng quà. Em bỏ ghi này. Em tặng quà cho các chị yêu mình đã chia sẻ livestream hộ em như ngay như lúc đầu em nói nhá. Ngay như đầu live em nói rồi, quà tặng nhà em nói luôn nhỏ thôi nhá, không to, không tặng tiền triệu. Nhưng em tặng thật cho mọi người. Ghi tên tất cả các chị yêu được quà. Được chưa? B59 màu rêu, ok chị Nguyễn Bình, em chốt chị Lam Ốc. B58 em chốt chị Lê Phạm. Lên mã là B59 và kèm số điện thoại cho em. B58 em chốt chị Quỳnh Như. B59 em chốt chị Khương Huyền. B58 em chốt cho chị Nguyễn Xuân. Được chưa? Cho em xin mỗi chị một lúc chia sẻ livestream. Chị nào chưa để chế độ theo dõi page, nhớ để chế độ theo dõi page hộ em nha. Lên tiếp cho em này, em tặng áo đá không đồng. Chưa? Áp dụng các tình yêu mình có lượt chia sẻ nhá. Lưu ý cho em ạ, quần thun người lớn á, mặc á. Quần thun á là quần gì nhỉ? Còn quần gì nhỉ? Còn quần gì của người lớn nữa không nhỉ? Quần nam còn mẫu nào không nhỉ? B59 của chị Lý Trần. À, cho em xin quần bò nam đi. Quần bò nam hàng đẹp ấy, áo nam này. B59 của chị Dương Lý. Lên là B59 cho chị Nguyễn Thế, ok chị. Ôi, em thanh nhí 58.000 đồng. Em thanh nhí 58.000 đồng. Các chị ạ, B59 của em ấy, thanh nhí 58k. À, thanh nhí 28k chứ, thanh nhí 28.000. Comment này, mã này các chị lên đơn cho em đúng mã nhé. Em ghim chị gái thứ 8 trên màn hình. B59 màu rêu chị Phan Chi. Đúng mã hàng là yêu nhà yêu Trang Đức, gạch ngang số điện thoại cho em. Yêu Trang Đức gạch ngang số điện thoại giúp em. Em ghim chị yêu thứ 8. Lên mã của em. Em không ghim chị đầu tiên, không ghim chị thứ 2. Tránh trường hợp các chị mạng khỏe và tương tác tốt. Bây giờ em sẽ ghim các chị thứ 8 đi. Cái này là do các chị may mắn nhé. Thứ nhất là may mắn, thứ hai là phải chia sẻ livestream. Lên cho em mã là yêu Trang Đức gạch ngang số điện thoại giúp em. Em ghim chị gái thứ 8. Kể cả các chị trúng quà bao nhiêu lần em vẫn ghim. Nhưng miễn là các chị lên đúng thứ tự cho em. Chứ lên đúng số thứ tự là thứ 8 để các chị nhảy cái con số may mắn. Hôm nay em chọn con số 8 đấy mọi người. Mọi người lên mã là yêu em Trang gạch ngang, yêu Trang Đức gạch ngang số điện thoại giúp em. Lên đi để em ghim tên nào. Lên đi để em ghim tên nào. À, áo khoác hồng đằng sau bao nhiêu? Áo khoác hồng đây, mẫu B40, yêu Trang Đức. Đợi em chơi mình lên xong đã nhá. Chị Thúy Cúc lên đầu tiên trượt quà. Chị Phương Hằng lên thứ 2 trượt quà. Chị Lắng Mới lên thứ 3 trượt quà. Chị Tập Sống Khác lên thứ 4 mất rồi. Chị Thanh Hồ lên thứ 5. Chị Quỳnh Phan lên thứ 6. Chị Đỗ Hà lên thứ 7 trượt mất rồi. Rồi ok, em chúc mừng tình yêu nào đây ạ? Em chúc mừng tình yêu. Ok, em chúc mừng chị Oanh Khải lên thứ 8. Chị Trần Trần Nga lên thứ 9. Chị Nhung Hồng Chu lên thứ 10. Chị Đỗ Hà lên hết lại này. Chị này năm nay may mắn ghê đấy, chị Oanh Khải này. Chị Oanh Khải này năm nay may mắn ghê đấy nhỉ anh nhỉ. Được nhiều quà phết rồi đấy. Hôm qua chị Nhung Hồng Chu cũng được một con áo đá này đúng không nhỉ? Hôm qua em tặng áo đá phải nhỉ? Hôm qua em tặng cái gì nhỉ? Tí nữa em tặng thêm cái áo hút đi nhá. Này, anh đi tặng cho chị Oanh Khải. Chị Oanh Khải này ở Tuyên Quang luôn này. Chị Oanh Khải này năm nay cũng may mắn lắm nha. Toàn sát đít. Em cứ phải chăm chú không à. Đây ạ, các chị lên áo này của em này. Áo này của em sẽ là mã này mọi người ơi, áo này của em sẽ là mã B40 nhá. Áo này của em sao sẽ là B40. Chạ B40 của em thì đủ size, em đang là 46 cân nhưng em chỉ chốt cho các bé đến tầm 42 cân thôi. Được chưa? Em chỉ chốt cho các bé đến tầm 42 cân thôi, từ size tầm khoảng là 25 cân, có size cho bé đến 42 cân và em đang có 3 màu. Em có màu cam, màu hồng và màu vàng. Các chị lên mã này của em, mã của nó sẽ là B46 và B40 chứ nhỉ? Cảm ơn em Trang nhé, lâu lắm lại được quà. lên cho em mã này luôn là B40 cho em. Để chạy dạo này đen à, B40 em chốt cho các chị yêu với mức giá của nó còn là 138. Em có màu đen này, màu cam này và màu hồng nhá. Đen, cam, hồng. Chốt em luôn là B40 và kèm số điện thoại. Chắc là sao tự nhiên mạng giật thế nhỉ? Chưa được quà lần nào à? Cố gắng lên nào các chị yêu. Hôm qua em được áo đá à? Ok chị, lên cho em luôn là B40 và kèm số điện thoại cho em. Chờ em chốt đơn cho các chị yêu mình với mức giá của nó còn là 138, 138 nhá. 138.000. Cho em xin cái áo nam mà hàng đẹp ở đây đi. Nào lên tiếp B41 cho các chị yêu này. À đâu? Mẫu này của em là B5 mấy rồi chứ? Chết rồi, điện thoại tự nhiên lại thấy nhảy nhảy đúng không các chị? Mẫu này nhà mình còn size gì nào? Mẫu này là đến mẫu bao nhiêu rồi?
Ô, sao nó nhảy, mạng của nó giật thế nhỉ? Mạng nhà mình giật thế nhỉ? Anh xem cái wifi kia xem nào. Sao tự nhiên lại giật thế nhỉ? Tự nhiên lại giật thế các chị nhỉ? Được chưa mọi người ơi? Cái quần sóc này của mình còn đủ size không? Gọi không nghe cái gì đây? Không gọi được. Mã này của em là hiện tại vẫn còn đủ size, các chị vẫn chốt thoải mái cho em này. Được chưa? Chốt thoải mái cho bé trong khoảng cân nặng là từ 15 cân đến size 45 cân. 15 cân đến size 45 cân, các chị lên mã này hộ em với á. Cho em xin cái áo cổ kẻ mà hàng 105 đi. Hình như còn toàn size to đấy, đang có chị hỏi size 80 cân đây này. Lên mã này cho em luôn là B60 à? B60 cho em với ạ, 68.000 đồng một 68.000 đồng của B60. 68.000 đồng của B60 nhá. Chốt hộ em luôn là B60 kèm số điện thoại cho em 68k. Để cho mẫu này em có size cho các bé từ 15 cân đến size 45 cân, lên đơn em luôn là B60. B60 và kèm số điện thoại cho em 68.000. Form đẹp lắm các chị ơi, chất bò mềm không hôi, co giãn nhiều. B60 và kèm số điện thoại cho em. Quần công sở em chưa có đâu chị Sushi. B60 kèm số điện thoại cho em, chưa ôm được cái lô nào ấy. B60 và kèm số điện thoại giúp em này. Lên mã của em luôn là B60. Em chúc đôi nó các chị quần ngố cho bé gái nhé, size tận từ size 15 cân đến size 45 cân đấy. Lên em luôn là B60, nó có nhiều hình thêu nhá. Nhiều hình thêu, vào hình nào lấy hình đấy. Nếu như các chị lấy hai cái thì em lấy hai hình thêu cho các con. Lên đơn em mã này luôn là B60 kèm số điện thoại giúp em. B60 và kèm số điện thoại giúp em. Em chốt đơn cho mọi người với mức giá của nó còn là 68.000 đồng B60. Rồi ok chị Thu Nguyễn lấy mấy cái comment vào đấy luôn. Quần này đẹp lắm. Quần bò ống rộng em còn hàng nhưng chỉ còn quần bò ngố thôi. Màu đen này này. Màu đen em chỉ còn nguyên của size cho bé từ 25 cân đến 35 cân. Còn màu xanh em có đủ size từ 15 cân đến size 45 cân nhá. Lên em mã hàng B60. B60 cho chị Hà Phạm, B60 cho chị ạ. Quần bò của con trai còn chị ạ. B60 chị Ngà Bùi, B60 chị Thu Nguyễn. Lên của em luôn là B60. Kèm số điện thoại cho em, màu đen là có từ 25 đến 35 cân nhá. Còn màu xanh này có từ 15 cân đến 45 cân, 48 cân. B60 cho chị Tô Phương. Lên của em luôn chị Ngà Bùi hai cái. B60 kèm số điện thoại cho em, đẹp lấy tiền đâu. B60 kèm số điện thoại cho em, giá là 68.000, form đẹp lắm. Chị nào lấy B60 chốt của em là B60 cộng số điện thoại giúp em. B60 và cộng số điện thoại giúp em nha mọi người. Rồi bây giờ lên tiếp cho các chị mã tiếp theo là B61 này. Cái quần giả váy nhà mình còn không nhỉ? B60 kèm số điện thoại cho em. Chưa, chị Phượng năng hai cái, ok chị yêu. Quần ống rộng cho bé 37 cân còn hàng nhưng mà nó chỉ còn quần ngố thôi. Quần ống rộng nhà em giờ chỉ còn quần ngố thôi các chị ạ, chứ nó không còn quần dài. Quần dài ống rộng là không có hàng nhá, chưa có. Mã này lên tiếp B61 cho em. Đây đúng không? Mọi người đang hỏi cái áo xịn này đúng không? Mẫu này bây giờ hết hàng rồi, hết size rồi. Còn nguyên size 70 cân đến 80 cân thôi. Chị Ngoan Trần B60 hai cái, ok chị này, đẹp chưa? Lên cho em mã này luôn là B61. Cái áo này quá đẹp luôn ấy. Chất cá sấu mềm nhá, B61 cho em này. Lên đơn dùng em là B61. Đấy chưa? B61 em có màu đen các chị nhá. B61 em trang có màu đen. Chị nào lấy mã này lên hộ em luôn là B61. Em có size từ 70 cân đến 80 cân nữa thôi, hàng này không còn size to. Ngố dài đến dưới gối chị ạ. Nếu như bé nào cao mặc đến lưng gối, để bé nào thấp mặc đến dưới gối một tí nhá. Cái quần ngố đấy ạ. Bình thường em mặc cái line suốt đấy. Bình thường hôm nào em line mẫu đấy em cũng mặc, thôi hôm nay em lười quá, này rét. Này rét em lười, với cả hôm nay em mặc nhiều mẫu quá này. Hôm nay rét em lười, chứ còn bình thường là cái mẫu đấy là em mặc suốt đấy. Lên cho các chị mẫu này luôn là B61 cho em. B61 em chốt đơn cho mọi người với mức giá của nó còn là bao nhiêu tiền nhỉ? B61 còn nguyên của một size thôi phải không? Mẫu này còn nguyên của một size phải không? Để thanh lý bằng giá gốc luôn à. Mẫu này hiện tại em còn nguyên của một size thôi, em thanh lý luôn bằng giá gốc cho các chị luôn. Thích áo này mà không có size nhỏ, mẫu này hôm đầu tiên có đủ size từ 50 cân trở lên. Hôm nay nhà em còn nguyên một size thôi, em thanh lý lốt 99.000 đồng. Nguyên size từ 70 cân đến 80 cân, còn nguyên size to. Các chị nhá, còn nguyên size to. Em sẽ có màu ghi, màu đen, màu rêu và màu xanh. Áo em mặc là 59.000 đồng. Xem lại khẩu trang à, lên cho em mã này B60 chị Trúc Lê, ok chị. Lên cho em mã này luôn là B61 cho em. Eo ơi, hàng đẹp lắm. Hàng đẹp cực kỳ luôn ạ. B61 lốt 99k nhá. 99.000 đồng của B61, hàng đẹp lắm luôn. B61 kèm số điện thoại cho em màu xanh này. Em có 4 màu của B61. Em trang có 4 màu của B61 giá 99.000 đồng.
size 70 đến size 80 cân, bây giờ còn nguyên size to, size nhỏ em hết hàng rồi nhá. B6199K rồi, ok chị Hiệp nữ này, em có màu xanh này. Chà, em có màu rêu này. Em ơi hàng đẹp lắm mọi người ơi, chất của nó này. B61 màu xanh, màu rêu này. Em có màu ghi này. Màu ghi của B61 này, màu ghi của B61 này. B61 em có màu đen luôn này. Lên đơn hộ em luôn là B61 kèm màu. Em chốt các chị 99K lốt nhá. 99.000 B61 cho chị Ngà Bùi. Chị nào lấy B61 lên mã hộ em luôn là B61 kèm số điện thoại giúp em. Em gặp luôn đây ngày mai kèm điện thoại để gặp. 99.000 đồng. 99.000 đồng của B61. B61 cộng số điện thoại. Rồi tiếp lên cho các chị B62 là cái gì đây? Cái quần giả váy bé nhà mình còn không? Quần bò suông bé gái mọi người đang hỏi này. Anh mọi người đang hỏi đấy, chốt đi kèm vào đơn đi. Cái này size rộng rồi chị ạ. Bây giờ em còn size 2X với 3X thôi chị ạ. Bây giờ em còn 2X với 3X thôi, em không còn size bé đâu. Chị Mỹ Lê Thị Nga em chốt đơn, chị Phương Hoa em chốt đơn, chị Hà Ly Khánh em chốt đơn. Bây giờ cứ anh nào từ tầm 70 cân trở lên các chị chốt. Đến size 80 cân đổ về đẹp lắm. Còn mỗi size bé thôi, trước nó có đủ size từ M cơ các chị ạ. Bây giờ nó còn nguyên của size 2X với size 3X thôi, nên là đành chấp nhận thanh lý 99K nhé. Thanh lý lốt 99K. B61 kèm số điện thoại đây, bò ống suông đây. Bò ống suông các chị gái lên đơn là B62. B62 màu đen này còn đến 40 cân đúng không? Màu đen này em còn từ 17 cân đến 40 cân. B62 em bán 65.000 đồng một quần. Quần bò ống suông co giãn nhiều, đẹp lắm. B62 và kèm số điện thoại cho em. Áo em mặc có đủ size đến 70 cân. Áo chống nắng bé, ok chị. Lên trên mã này luôn là B62 và kèm số điện thoại này. B62 em có đến 40kg nhé. Đấy, 40kg. Cái chất bò đây em lộn cho các chị xem này. Cái chất bò của nó toàn bộ là chất bò hàng cốt tông, bò mềm, co giãn thoải mái nhé các chị nhé. Đây ạ, lên đơn trên mã này luôn là B62 đây các chị này. Chất bò cốt tông đấy, hàng đẹp lắm. B62, em chốt cho chị 65.000 đồng một quần. 65.000 đồng một quần của B62, màu đen này. Màu đen em có đến 40 cân, màu xanh còn đến 35 phải không? Màu xanh em còn 17 cân đến 35 cân, lên đơn là B62. Rồi ok chị Minh Hải ơi, bộ váy size bao nhiêu cân ạ? B62 kèm số điện thoại giúp em. B62 kèm số điện thoại giúp em. Nhá, có size từ 16 cân ấy, 16 cân cho đến tầm 35 cân màu xanh, còn màu đen là nó còn đến 40 cân. Lên đơn là B62 kèm số điện thoại giúp em nhá. Áo em mặc bao nhiêu tiền? Áo em mặc chị Phạm Chi ơi, áo em mặc là 59.000 đồng. Lên mã là B, đây là của váy trai rồi. B62 kèm số điện thoại cho em, khẩu trang bé em chưa về được hàng. B62 kèm số điện thoại cho em. Giá là 65.000 đồng. B61 rồi. B61 đó chị. Nhưng mà size to chị Mai Trần Hoàn. Chị Mai Trần Hoàn này khách sỉ đúng không? B62 này của em còn toàn size to thôi. B62 của em toàn size to rồi. B61 của em toàn size to từ 70 cân đến 80 cân cơ. Các anh bé bé ở bên dưới không còn size. Áo mặc là B30, B4 mấy sao? Áo mặc chưa nhớ. Em mặc em like rồi nhưng em chưa nhớ nó là mã gì. Áo mặc em like rồi nhưng em chưa nhớ nó là mã gì. Đây lốt cho các chị cái quần bò nam này, nốt này. Lốt cho các chị cái quần bò nam. B40 màu hồng 30 cân, ok chị Nguyễn Thảo. Cái áo này đưa cho em xem. Cái áo nắng này đẹp lắm. Áo đang mặc là 59.000 đồng. Áo em mặc là mã gì nhỉ? Cái mẫu này em like rồi. Mã này của em là B39. Trời ơi, áo đi đẹp thế. Hả? Này, xinh chưa? Từ 8 cân nhá. 8 cân nha các chị nha. Chất thông hơi kim cương luôn ấy. 8kg này. Cho bé đến bao nhiêu kg? Nhưng mà cái size to liệu còn nhiều không ấy chứ? 8kg đến 20kg. Chà, 8kg đến size 20kg, 49.000 đồng một áo. 49.000 đồng một áo. Được chưa? 49.000 đồng một áo. Đợi em một tí cho em. Lấy áo chị mặc. Áo em đang mặc, đợi em một tí. B39, đợi em một tí. Đợi em một tí em tua lại cho. Em lên nốt mã này đây. Lên lại cho các chị mã này luôn là B30. À đâu, B62 đúng không? Em lấy size to rồi. B62 cho em này, bé trai bé gái mặc hết. À B63. Lên mã của em là B63 nha các chị nhá. B63 em có màu ghi này. B63 em có màu xanh dương này. Đấy chứ ạ, B63 em có màu hồng này. 21kg như tầm 6 tuổi thôi anh nhỉ. 7 tuổi sợ ngắm nhỉ. Cái này tầm 6 tuổi đủ về là các chị mặc bé mặc thoải mái luôn. B63 đẹp lắm. Em bán nốt các chị 49.000. Chất thông hơi kim cương nhá. B63 kèm số điện thoại cho em. Lên mã của em luôn là B63, giá 49.000 đồng một cái.
Đúng 19, B39 rồi, ok chị. B63 kèm số điện thoại giúp em. Bộ nữ em like rồi chị. Áo em đang mặc đây, em xin phép tua lại này. Áo em đang mặc trên người là B39 nhá. B39 của em, tất cả hàng này của em nó hàng có size, hàng của Zaza. Đẹp cực kỳ luôn ạ, có mã code luôn này, mọi người check được này. Hàng này của em mà có size S và size M. Form này nếu như chị nào thích mặc ôm đừng chốt. Em nói luôn, chị nào thích mặc ôm đừng chốt. Bởi vì sao? Hoodie này các chị phải mặc rộng nhá. Hoodie này các chị mặc từ 40 cân cho em cho đến 70 cân. Có size, có hai size S và size M. Cái này của em là mũ hai lớp này. Mũ hai lớp này, được chưa? Bên trong nó có lỉ, bên trong nó lỉ. Bên ngoài của nó là chất lỉ sần chứ không phải nó bị xù nha mọi người nhá. Mọi người nhìn sờ hàng mọi người phải phân biệt được. Cái này của em Trang sẽ chốt với giá là 59.000 đồng. Đấy, áo này đáng nhẽ nhập về để bán phải bán tầm 89.000 đồng cơ. Nếu như đến vụ tầm tháng 7, tháng 8 của 2022 này này, chẳng qua đợt này nó rét quá thì em cứ like cho mọi người thôi. Mã này cả nhà lên cho mã là B39. B63 cho chị Phạm Chi. Ok chị, B39 chị Phạm, chị Nguyễn Xuân. B39 cho chị Đăng Huynh, lên là B39 ạ, một màu thôi, đẹp lắm. B39 cho em ạ, áo này tất cả bên trong nó đều được nót lỉ nhá. Nót lỉ toàn bộ luôn, ấm cực kỳ. Chị nào lấy cái mặc vừa ấm vừa nhẹ, B39 em bán 59.000 đồng. Ok chị Liên Nguyễn em chốt đơn B39 cho em này. D63 rồi chị Uyên Chi chốt đơn ạ. Chị Mỹ Lê Thị Nga không có 27 cân đâu chị. B39 của em đến 20 cân mà. Lên cho em mã này luôn là B39 kèm số điện thoại giúp em này. Giá là 59.000 đồng một chiếc. 59.000 đồng một chiếc của B63. Chị nào lấy B63 lên mã của em luôn là B63 và kèm số điện thoại giúp em. À đâu, B39. D63 chị Mai Đặng, B39 cho chị Vang Thị Thuần. B39 của em Trang với mức giá của nó là còn 59.000 đồng. B63 cho chị Phượng Măng. Chốt mã cộng số điện thoại giúp em nhé. Mã cộng số điện thoại giúp em. B39 cho chị Nguyễn Thảo, Thảo My, ok chị này. B39 cho chị Nguyễn Luyến. B61 chị Ngà Bùi. Cái quần này của em là còn size gì? Em bảo này mọi người ơi, tí nữa mọi người tua lại like nhé. Xem ưng được mã sản phẩm gì thì các chị lấy mã sản phẩm đấy thêm vào nhé. Ưng được mã sản phẩm gì các chị lấy thêm mã sản phẩm đấy vào. Hôm nay là có giấy vệ sinh về rồi đấy. Về được nửa công, à về được một khoang của một công thôi. Được chưa? Chị nào lấy giấy vệ sinh lên là giấy vệ sinh cho em nhá. Chị chốt đi các chị ạ. Tại vì giấy vệ sinh này cứ đợt em về theo đợt. Đợt này nó đang tiện. Em vừa mới bán hết một xe ô tô xong em định nghỉ rồi đấy. Nhưng mà đợt này nó có công lên ấy. Nhà máy nó lên đây, nhà phân phối nó đang ở trên này nó đang lấy thì là em ké vào đấy thôi. Lên của em mã là giấy vệ sinh nhá. 99.000 đồng ạ, 3 bịch. 99.000 đồng 3 bịch to ụt luôn. Tất cả dòng giấy này của em nó là giấy trắng dai nhá. Hàng này là đặc ruột hết này. Đấy, chị Nguyễn Luyến hai cái, ok chị. Lên của em mã này là giấy vệ sinh và kèm số điện thoại cho em. 99.000 đồng ạ, 2 chiếc nhá. À 99.000 đồng 3 bịch. Ở ngoài không có dưới 55.000 một bịch đâu. Cái này siêu thị Tạp Hóa bán đầy. Siêu thị Tạp Hóa bán đầy ạ. Lên cho em mã là giấy vệ sinh và kèm số điện thoại. Đấy, đi kèm vào đơn thôi. Đi kèm vào đơn. Vì là ship toàn quốc của các chị là 30.000 nhá. Ship toàn quốc của các chị là 30.000. Tiếp mã này đi ngơi. B64 à. Lên hộ em tiếp mã này là B64 này. Kèm số điện thoại cho em. Lên tiếp cho mọi người mã B64. Em chốt đơn cho mọi người với mức giá của nó lốt là 109.000 đồng. B64 và kèm số điện thoại cho em. Để chợ lên hộ em mã hàng B64 nha các chị ơi. B64 bây giờ còn size gì nào, đọc nào. Vẫn đủ size ạ. B64 của em là còn từ 50 cân đến 80 cân. Hàng Quảng Châu nhá. Em bảo mọi người này, riêng về quần bò ấy thì các chị, kể cả các chị ra chợ các chị hỏi thôi, quần bò cứng thôi, quần bò gọi là cứng ấy, Tommy, tôm mủng các chị mua đã tầm khoảng là 150 rồi. Đúng không ạ? Các chị mua đã tầm khoảng là 150 rồi chứ không bao giờ có dưới 150 đâu. Đấy, đây của em nó toàn bộ quần bò hàng Quảng Châu nhá. Chị Tuấn Anh Phạm chốt đơn ạ, khẩu trang bé em chưa có hàng ạ. Dạ ok chị, gái lên cho em mã này luôn là B64 cho em mới ạ. Em có màu xanh này, chị Liên Nguyễn em chốt đơn ạ. B39 em chốt chị Trần Thùy ạ. Lên hộ em mã này luôn là B64. Em có size đến tận 80kg nha. Các chị nhìn cái form quần này. Eo ôi, chất của nó này. Không có một tí nào mùi hôi luôn ấy. Bò đẹp lắm, bò xịn lắm. Cái này có nhà họ bán like 199 nha các chị. Đây ạ. Tất cả hàng bò này của em là hàng bò Quảng Châu. Lên cho em mã luôn là B64 109.000 đồng. B64 109 chị Hiệp Nữ ok chị Trần Thúy ok em chúc đơn ạ. B64 và kèm số điện thoại cho em này. Em có màu xanh này và em có màu tím. Giấy vệ sinh cho chị Trần Hà ok chị yêu. Giấy vệ sinh nhà em thì dùng thì siêu thích luôn thật. Các bác dùng hết xong cứ gọi cho em nhé. Không cần em phải like đâu. Nhiều khi là em mải like quần áo nhà em nó bạt ngàn luôn, nó nhiều lắm. Có những nhà là từ năm ngoái năm nay là dịch nhiều quá nên là không nhập được quần áo, toàn bán hàng lôm côm thôi. Em thật đấy, nhưng mà nhà em quần áo vẫn, em vẫn có đi hàng thanh lý em nhập được nhiều lắm.
Nên là em vẫn cứ mải like quần áo và em chỉ thích quần áo thôi. Thật sự những cái gia dụng này này, cái nào này phải thật sự chất lượng này, giá thật sự là rẻ này, và chất lượng ok cực kỳ luôn em mới like đấy. Còn không em không có bán đâu, gia dụng này ít khi em bán lắm. Giấy vệ sinh cho em. Lên cho mã này là B64 nhá, màu đen này. Đây là màu tím than chứ nó không phải là màu đen. Chợ đây của em nó là màu tím than, hàng rất là đẹp luôn, hàng Quảng Châu. Chị nào lấy cái mã này lên đơn của em luôn là B64 và kèm số điện thoại cho em. Quần có giãn chứ chị. B64 đẹp chưa, form của nó này. Quần này chất đẹp, form đẹp lắm ạ. Em cảm ơn tình yêu. Quần nam ấy, đồ nam các chị không cần mua nhiều. Hàng đẹp này, hàng chuẩn cho em. Chợ giấy vệ sinh cho chị Thu Hương Lê Thị này, lên cho em mã này luôn là B64 đi. Em bán đã ngày mai nhớ chứ điện thoại cho em. B64 em bán chốt nhanh cho các chị yêu với mức giá của nó là còn 109.000 đồng. B64 ạ, kèm số điện thoại giúp em. Cái mã B61 của mình là phải áo đang xả 99k không? Đây ạ, 44 cân mặc được chị ơi, 44 cân mặc được ạ. Áo em đây em 46 cân này. Hả? Cái này các chị lên cho em mã là B61 này, màu xanh này, 99.000 đồng nốt. Nhưng bây giờ chỉ còn size to thôi nhá, size 70 đến size 80 cân. Lên cho em mã này luôn là B61 màu xanh dương này. Đây là B61 cho em, màu này là màu đen này. Để chợ lên của em luôn là B61 hàng đẹp mà, 99k. Chị nào lấy mã này lên đơn giúp em là B61 màu ghi nhá. Lên giúp em mã hàng B61 màu ghi. Chợ B61 màu này của em màu rêu này. Màu rêu rêu. Lên của em luôn là B61 kèm màu. Em bán cho các chị yêu với mức giá là 99.000 đồng, à 99.000 đồng một áo của B61. Giấy vệ sinh cho chị Thúy Vàng. Lên mã cộng số điện thoại cho em. Lên mã cộng số điện thoại cho em nhé. Mã cộng số điện thoại giúp em. Để chặn lên mã là B61, B64 75 cân cho chị Huyền Như, B64 80 cân cho chị Phạm Chi, B64 cho chị Huyên Hà. Lên của em là B64, em bán các chị yêu mình với mức giá của nó còn là 109.000 đồng. 109 của B64. Chị yêu nào lấy B64 chốt B64, chị Ngân Trần em chốt đơn của B64 rồi. Comment của em luôn là B64 kèm số điện thoại cho em. B64 và kèm số điện thoại cho em. B64 kèm số điện thoại rồi, bây giờ em bỏ ghim. Em tặng luôn con áo hoodie này. Áo hoodie từ hôm bán chả biết lãi chưa, tặng nhiều phết rồi đấy. Quần thể thao dài nam em còn. Thôi chết rồi, tự nhiên lại không bỏ ghim được này. Rồi, chị Mai Trần Hoàn B61, chị Tô Phương B64 rồi, còn áo nam nào nữa không em? Áo nam em còn áo nam nữa chị ạ, B64 và kèm số điện thoại cho em. Cho em xin nốt cái áo nam ấy nào anh ơi, áo nam của cái áo nam thể thao á, áo nam thể thao có cổ á. B64 cho em nhá, B64 và kèm số điện thoại cho em. Các chị này, em tóc em nó mọc ra dã man chưa này. Đấy, em xịt cái xịt bưởi, cái tóc em nó mọc này. Hôm nay tóc nó còn bết đấy các chị ạ. Hôm nay tóc nó còn bết đấy, không, nó mọc dã man luôn các chị ạ. Chị nào bị hói đầu mua cái xịt bưởi về mà xịt nhá. Mua cái xịt bưởi về mà xịt nhá. Đấy, chị nào mà xem like của em cách đây tầm mấy tháng trước rồi nhỉ. Đó. Nó chữ M dã man luôn. Cái trước cái chán của em nó chữ M dã man luôn ấy. Bây giờ em cứ xịt hết vào này. Nó mọc dã man luôn các chị, em phải dùng cái quệt tóc đấy, em phải dùng cái quệt tóc ấy. Em nai như này em phải dùng cái quệt tóc em quệt xuống ấy. Chị nào mà kiểu như sau sinh bị rụng tóc ạ, các chị mua xịt bưởi về mà xịt nhá. Em dùng của cái xịt bưởi Visoli ấy. Các chị mua về mà xịt. Quần em mặc đẹp quá. Quần em mặc là quần dạ mà. Quần mặc quần dạ trong Tết bán 99 đấy các chị. Trong Tết bán 99 gì đây. Đây em lên nốt cái áo thể thao này cho các chị nhé, xong Hương nhé. Đây chia sẻ thật chứ em cũng không bán. Mã này hôm trước em có lấy cho mấy chị thôi, lấy hộ. Nhưng đợt trước cái đứa em ấy nó làm ở đây thì nó bán. Bây giờ thì nó đi vào Lam mất rồi. Nó đi vào Lam mất rồi. Chị nào bị rụng tóc thì mua về mà xịt. Visuli nhỉ anh nhỉ? Visuli. Đây các chị ơi, lên cho em mã này này. Lên cho em mã này là của em luôn này. Chứ áo này của em màu ghi đậm này, em có đủ size từ 55 cân đến size 85 cân. 55 đến 85 nhỉ. Chốt rồi em mã này luôn, em xả lốt 55.000. Em dứt cái mác đi nhé để cho mọi người nhìn rõ cái form. Và các chị nhìn kỹ cho em ạ, áo của nó là chất su lạnh nhá. Cái dòng thể thao này nó sẽ có chất thun và chất su lạnh. Chất su lạnh thì nó mềm, nó dẻo. Nó mềm, nó dẻo, nó mát lắm các chị ạ. Kéo ra thoải mái luôn, xong co vào bình thường không bao giờ bị rão ra. Chất thun là các chị mặc càng giặt nó càng chảy. Được chưa? Lên cho em mã này luôn là mã đọc mã nào?
B65. Màu ghi đậm đủ size từ bùng 55 cân đến 85 cân. Chốt của em luôn là B65 và kèm số điện thoại cho em. B65 và kèm số điện thoại cho em. Ui, like buổi trưa em có like mấy cái bộ bé đấy chị. B65. Màu ghi sáng này thì em lại còn size từ khoảng cân nặng là 70 cân đến 80 cân à, 75 đến 85. Màu ghi sáng này của em lại còn size từ 75 đến 85 cân nhá. Lên mã này hộ em luôn là B65 và kèm số điện thoại giúp em. Để cho em chốt đơn các chị lốt 55.000. B65 lốt 55.000. Chị nào lấy B65 lên mã của em luôn là B65, kèm số điện thoại cho em 55.000 đồng một bộ. 55.000 đồng một áo của B65. Hôm nay trưa nay em nai cái mã nhiều mã lắm. Trưa nay nai buổi mã buổi trưa có hai mã bộ là bộ dàn di này. Bộ dàn di chị chốt buổi trưa chưa? Bộ đen kẻ của bé chị chốt buổi trưa chưa? Nếu chưa chốt thì tí nữa xem lại nhé. Cái bộ này em xem size chưa? Bộ này hôm nay view như này lên không hết được. B65 kèm số điện thoại cho em. B65 nốt 55.000. Ok chị Vang Thị Thuần, em chốt đơn của B65. Lên của em luôn là B65. Không thì chị cái gì chị Trần Hai hay chị gì kia nhỉ? Chị gì kia nhắn tin cho em đi, mai em chụp cho. Mai em chụp cho nhá. Đây này chị Minh Hải chứ, chị Minh Hải. Bé 21 cân ngày mai em chụp cho cũng được. Hay cho em xin nốt bộ dàn di vào đây đi anh. Em xin nốt bộ dàn di, em tặng quà xong em like bộ dàn di nốt cho chị nhá. Chị xem bộ dàn di buổi trưa chưa? Cái áo mặc thích lắm. Chị áo em mặc em ở nhà em like á. Em ở nhà em lấy hôm qua em mặc một cái, hôm nay em phải lấy hôm qua. Em giặt, em mặc xong em giặt tối hôm qua em thay, hôm nay em lại phải lấy thêm cái này em mặc để mặc ở nhà. Mặc ở nhà em bán hàng suốt ngày luôn ấy, mà nó nhẹ này, nó ấm, em không cần phải mặc cồng kềnh quá nhiều áo. Này, các chị nhìn này, chân tóc này nó dày đi bao nhiêu. Đúng rồi đấy, bỏ công sức ra thấy nó hợp, nó có thành quả sướng thật luôn ấy. Ok, không có sai nhỏ. Ngày mai nhà em còn gọi điện chốt đơn, mà nếu mà không có sai nhà em khắc bảo hủy nhá, các chị yên tâm. Chứ không phải cứ như này mà là chốt đơn đi đâu mọi người. Ví dụ như ngày mai nhà em mà B61 đấy, nhà em có sai như thế mà chồng các chị không vừa là bên em khắc bảo các chị bỏ nhá, chứ không ai cố tình gửi làm gì. Gửi làm gì lúc các chị gửi đồ chết mệt. B65 chị Phạm Hà My, B65 chị Ly Khánh, em chốt đơn ạ. Rồi bây giờ các chị comment cho mã này, treo hộ em cái này lên anh ơi. Rồi, cho em xin mã này luôn này. Mã này các chị yêu lên đơn luôn là áo, tặng áo không đồng và kèm số điện thoại. Hôm nay em xin phép ghim, vừa nãy ghim chị thứ 8 rồi đúng không? Hôm nay mã này cho em xin con số 6 đi. Comment cho em là tặng áo không đồng, kèm số điện thoại. Em ghim chị gái thứ 6 nhá. Quần bò bé gái em vừa like rồi chị yêu. Ok chị Hương Nguyễn em chốt đơn này. Tặng áo không đồng và kèm số điện thoại cho em. Dạ ok chị Phượng Măng em chốt đơn của B65. Ngày mai nhớ chú ý điện thoại của em nhá. Chị nào đặt hàng nhớ chú ý điện thoại cho em. Tặng áo không đồng em không ghim chị đầu tiên đâu. Em ghim chị gái thứ 6, con lên là con số 6 ấy mọi người. Chị Tuấn Anh Phạm, chị Tuấn Anh Phan lên đầu tiên trượt quá mất rồi. Chị Hiệp Lữ ơi lên mã, ok chị Hiệp Lữ ơi lên mã đấy của em là B65. Chị Hiệp Lữ comment B65, chị Tuấn Anh Phạm lên đầu tiên, chị Lương Tú chấm, chị Phương Hằng lên thứ 2 trượt quà. Chị Thu Lương Lê Thị lên thứ 3 trượt quà, chị Tập Sống Khác lên thứ 4. Chị Lê Lan lên thứ 5 trượt mất rồi. Rồi ok, em chúc mừng chị Phan Chi lên thứ 6, chị Đỗ Hà lên thứ 7, chị Oanh Khải lên thứ 8. Ok chưa? Rồi em chúc mừng chị gái. Chị muốn đặt bộ cái gì đây? Chị muốn đặt bộ cốt tông nhẹ nhàng ở nhà ý em. Bộ cốt tông ở nhà thì đợt này em chưa có hàng mấy rồi. Rồi ok, em chúc mừng chị Phạm Chi nhá. Em tặng chị một con áo này. Em bảo rồi, quà nhà em nhỏ nhỏ thôi nhưng em tặng. Em không tặng ảo bao giờ nhé. Này anh ơi, em ghim tên trực tiếp, tránh trường hợp các chị sợ trùng tên Facebook trên với nhau ấy mọi người. Bộ nhẹ nhàng à. Bộ nhẹ nhàng thì bộ cốt tông này size từ bao nhiêu cân anh? Đấy, anh xem size chưa? 18 đến 35 cân à. Bộ này hàng hơi cao một xíu. 18 cân đến 35 cân. Các chị lên mã này. Thế thì đây, em lên cho các chị bộ này đi. 18 cân đến 35 cân. Bộ này của em, hàng của nó là hàng khoảng Quảng Châu size Đại Cồ nhá. 18 cân đến size 35 cân. Các chị nhìn hàng là các chị biết hàng nó đẹp hay không rồi. Đấy, chợ 18 cân đến 35 cân em bán các chị này. Lên mã này cho em luôn là gì nhỉ? Mã này cho em là B66. Em có màu xanh này, B66 cho em bán các chị 89.000 đồng. 89.000 đồng.
B66 nhiều chị. Nhịa năm nay đen quá, nhiều chị xỉ ra. Cái này còn hơn 100.000 ấy. B66 cho em. Đẹp dã man luôn. Nay chưa được thì mai sẽ được. B66 cho em màu vàng. Các chị lên mã của em luôn là B66 và kèm số điện thoại cho em này. B66, chị Phạm Chi này có đơn không anh nhỉ? Chị các chị ơi, em bảo này, đối với khách mới ấy, sợ các chị chưa hiểu ấy, bên nhà em là quà tặng, kể cả các chị không mua hàng các chị vẫn được quà nhá, chứ không phải là các chị cứ phải mua hàng mới được quà đâu nhá. Em ghim tên, có nghĩa là em báo chị nào được quà là em ghim tên như này, là các chị được quà. Không mua gì các chị muốn gửi nguyên quà tặng em vẫn gửi, còn nếu như các chị đợi để các chị khi nào có đơn các chị gửi kèm, nhà em vẫn đợi cho các chị. Nhà em không hủy quà. Không hủy quà dưới mọi hình thức nha mọi người. Đó. Nên là các chị Phạm Chi nay có đơn không nhỉ? Chị Phạm Chi đấy, chị Phạm Chi này, số điện thoại là 919. Hình như chị này có đơn không? Vâng, chị này có đơn không? Chị này hôm nay có đơn không nhỉ? Hình như còn chẳng biết mình được quà hay sao ấy. Chị Phạm Chi còn ở đây không? Chị Phạm Chi còn ở đây không? Mình được quà rồi đấy nhá. Ngày mai nếu có đơn thì báo nhân viên nhà em là chị có quà không đồng nhá. Nếu như có đơn báo cho em là có quà không đồng để bên em gửi vào nhá. Có quà thì các chị phải đòi quà nhá mọi người nhá. Em cho các chị gửi ở đây thôi. Lên cho em mã này là B66 cho em. Màu xanh này, màu vàng này. Ô cái chị này đi đâu rồi sao? B66 cho em màu xanh, màu vàng. Chợ màu sữa cho em này, màu cam. B66 em phải có đến tận 35 ký đó các chị. 89.000 đồng. Cái mã này đáng nhẽ em phải lên đầu line là chốt thì phát hết luôn. Tại vì cái lô này nhà em cũng chỉ có tầm 5-60 bộ thôi. Xinh quá mọi người ơi, B66, 18 cân nhá, 18 cân cho em. Cho các bé đến tầm khoảng cân nặng là size 35 cân đổ lại. Lên hộ em luôn là B66. B66 kèm số điện thoại cho em. B66, ơ cái chị Phạm Chi này mình còn ở đây không chị? B66. Hình như là khách mới đấy, em đang sợ không biết cách để lấy quà này. B66 kèm số điện thoại cho em, màu cuối cùng là màu cam. B66 em bán cho chị 89.000. À đây B66, ok chị có nhé rồi. Ngày mai nhớ nhắc lấy quà hộ em với nhé. B66 kèm số điện thoại cho em. Em bán cho các chị yêu mình với mức giá của nó là còn 89.000 đồng một bộ. Cam này, cam, xanh, vàng và sữa. Chợ cam, xanh, vàng, sữa. B66 kèm số điện thoại cho em. Không có bộ bé gái dạ chưa chị ạ? Thôi nghỉ like đã đi. Các chị ơi 11 giờ kém rồi đúng không? Em bảo mọi người ơi ngày mai nhớ chú ý điện thoại giúp em nhé. Hẹn gặp các chị vào live của ngày mai. Chị nào có đơn ngày mai nhớ chú ý điện thoại. Với lại em bảo mọi người này, nếu như mà các chị ấy muốn xem lại live ấy, live này em chưa xóa. Bình thường là cứ live lẻ thì em xóa ngay. Live lẻ thì không bao giờ em để. Em nói luôn là live lẻ không bao giờ em để. Còn những cái live như này em thường thường để tầm 3 đến 4 ngày. Cho các chị nhận hết hàng rồi em sẽ xóa live nhé. Nên là các chị có thể xem lại live. Ưng mã sản phẩm nào, comment mã sản phẩm và kèm số điện thoại. Ngày mai nhớ chứ điện thoại cho em. Hoặc là ngày mai khi nhân viên gọi điện chốt đơn, các chị đã xem cái sản phẩm đấy ở live nào rồi, các chị hỏi nhân viên nhà em xem còn không. Còn bên em sẽ chốt vào đơn nếu các chị còn hết rồi thì thôi hoan hỉ cho em để live sau và mình cứ đi đơn đi nhá. Đừng có vì một mã sản phẩm không có rồi mà hủy đơn của em, rất là mất công nha mọi người. Rồi em nghỉ live đây, hẹn gặp các chị vào live ngày mai. Bộ 42 cân dạ em không có, bộ đấy có size đến 35 cân ạ. Em chúc các chị ngủ ngon nhá. Các chị ơi mình đặt chế độ theo dõi page cho em ạ. À, em không còn đâu chị ạ. Mình đặt chế độ theo dõi fanpage hộ em với nhá. Đặt chuông thông báo like giúp em. Khi nào mà thấy tinh thông báo like thì các chị vào coi like giúp em nhá. Vào coi like cùng em ạ. Để săn quà. Thứ nhất là săn quà. Thứ hai là sản phẩm bên em đảm bảo về chất lượng đầu tiên cho các chị nhá. Chống nắng bé em like rồi chị. Chống nắng bé em like rồi. Em vừa like xong ạ. B66 chị Minh Hải em chúc đơn ạ chị. B66 em chúc cho chị Lê Hằng. Chị Uyên Chi hỏi cái chống nắng này em đã lên rồi. Hỏi cái lúc đấy là em hôm sau lúc đấy là lên luôn rồi nhỉ. Rồi bây giờ em nghỉ đây ạ. Bye bye các chị. Chúc tất cả các chị yêu ngủ ngon. Em nghỉ đây. Ngày mai em còn dậy làm việc. Chúc đơn cho các chị. Rồi em chúc chị gái Đỗ Hà ngủ ngon nhá. Em chúc tất cả các chị ngủ ngon. Bye bye mọi người.